Tất cả các anh chị hoạt động luôn. Chúc cho anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ và chúng ta sẽ cùng giao lưu trao đổi với nhau ạ. Và Giang thì xin test mic một chút nhé. Xin hỏi là mọi người có nghe rõ tiếng Giang thì đang chia sẻ không ạ? Mọi người có nghe rõ thì có thể là comment chữ rõ nhé, hoặc là số 1 được không ạ? Dạ. Rồi xin chào tất cả các anh chị em. Giang Thía xin được giới thiệu với tất cả các anh chị em là Giang Thía họ và tên đầy đủ là Giang Thị Thía, và hiện thì công việc chính của Giang Thía thì đang là công chức, đang là một người lãnh đạo quản lý trong công chức nhà nước, và là hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hải Dương. Và Giang Thía cũng là đối tác của Roti, đến nay là tròn 2 năm rồi. Và cách đây 2 năm thì Giang Thía cùng cũng như các anh chị đã đang ngồi ở phòng Zoom, và cái buổi buổi Zoom đó chính là cái buổi định mệnh mà Giang Thía đã quyết định là hợp tác cùng với Dopi và trải qua trải qua cái thời gian là 2 năm rồi, thì Giang Thía đã kết hợp phối hợp cùng với Dopi, và hiện nay thì Giang Thí cũng khá là thành công ở Dopi, và hôm nay được sự phân công của ban tổ chức chương trình, Giang Thí sẽ hỗ trợ các anh chị là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một mô hình kinh doanh thông minh, có thể nói là số 1 của Việt Nam cũng như là tiên phong ở trên thế giới. Chưa có một cái mô hình nào thông minh tinh gọn, kinh doanh online tinh gọn như vậy. Thì Giang Thí xin được chào tất cả các anh chị em một lần nữa, và xin hỏi là mọi người cũng đã ăn cơm chưa ạ? Chúng ta đã chuẩn bị tinh thần để vào phòng Zoom để chúng ta cố gắng là làm sao tập trung này. Và thứ hai là sẽ tìm một cái chỗ nào đó yên tĩnh và có cái wifi hoặc là 4G của chúng ta thật là mạnh. Tập trung, chúng ta có thể là có vở, có bút để chúng ta có thể là ghi chép lại những cái thông tin mà Giang Tía chia sẻ, cũng như là những nội dung mà Giang Tía sẽ chia sẻ cùng các anh chị, để chúng ta có thể tập trung và chúng ta sẽ hiểu rồi hiểu hiểu được cái mô hình, và chúng ta có những cái quyết định để chúng ta có việc hợp tác hay không. Thì hiện tại Thía xin được hỏi tất cả các anh chị là chúng ta đang cái công việc chính của anh chị là gì, thì chúng ta có thể là comment trước trên khung chat được không ạ? Và nếu như anh chị nào mà không nghe được thì có thể là nhắn trên khung chat, thì host cũng sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho các anh chị là chúng ta có thể là nghe được, đúng không ạ? Nghe được Giang Thí chia sẻ. Và mọi người có thể là comment xem là mình đang sinh sống ở tỉnh nào, và mình đang đang làm công việc chính của các anh chị là gì. Các anh chị comment nhé. Và xin phép anh chị là chắc là trong phòng Zoom thì cũng có nhiều người thì nhiều tuổi hơn Giang Tía, cũng có người thì là sẽ ít tuổi hơn. Giang Tía thì cũng xin được giới thiệu là Giang Tía năm nay 44 tuổi. 44 tuổi rồi, và cũng xin phép là xưng lại là Giang Thía cùng với các anh chị có thể là nhiều tuổi hơn hoặc ít tuổi hơn, nhưng mà Giang Thía xin phép được xưng hô như vậy để chúng ta có thể là dễ trao đổi với nhau, đúng không ạ? Rồi, có rất là nhiều người ở các tỉnh thành khác nhau đúng không? Giang Thía thì đang ở Hải Dương, và cũng 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 thông tin các anh chị là miền Bắc thì đang rất là lạnh, nhưng mà Giang Thía đứng trước các anh chị là thấy rất là ấm rồi. Có nhiều cái sự tương tác ở đây, các anh chị có sự tập trung, có sự tương tác, thì Giang Thía thấy rất là ấm, rất là mong muốn là được chia sẻ với các anh chị để có công việc làm thêm. Và Giang Thía cũng đang làm người công chức nhà nước, và trước kia thì là mình không có nghĩ là mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi kinh doanh mọi người nhé. Trước thì Giang Thía đã đi đi làm và nghĩ rằng là mình cứ như vậy thôi, chứ không bao giờ nghĩ là mình kinh doanh cái gì hết. Sau đó thì trong một thời gian là mình cũng có được anh chị em chia sẻ là bán hàng nhưng bán hàng truyền thống và có đăng bài online, thì cũng đâu đó được gần 1 năm, thì nó cũng nhiều bất cập là mình phải nhập hàng về, mình phải bỏ vốn ra, rồi mình tìm nguồn hàng, với lại mình là công chức, sau đó là mình tốn rất là nhiều thời gian để phải ship hàng á, thì cái thời gian mình đi làm thì không có thời gian để đóng gói và ship hàng. Để gửi hàng, cũng như là cái việc mà theo dõi các cái đơn hàng và tìm khách hàng và ghi chép sổ sách lên đơn, cũng như là đòi nợ, thu nợ của các cái đại lý rất là khó khăn. Thế cho nên là Giang Thí cũng cũng nghĩ rằng là mình cũng sẽ không không làm kinh doanh được, bởi vì là không có thời gian, vì cái công việc hành chính của Giang Thí cũng chiếm khá nhiều thời gian rồi, gần như là 8 tiếng là ở cơ quan, là mình không không có làm thêm được. Thế và sau đó thì rất là may mắn khi mà Giang Thí đã biết đến mô hình kinh doanh online thông minh, đó là mô hình Ropi mà các anh chị hôm nay sẽ được chia sẻ đó. Thì
thì rất là may mắn Giang Tý đã được được nghe. Và sau cái buổi nghe buổi Zoom đó thì Giang Tý đã quyết định cho mình một cơ hội và thử sức để lúc đó là nghĩ rằng là mình cứ kinh doanh để mình tìm hiểu thêm cái mô hình rất là thông minh, rất là tinh gọn và đặc biệt nó không có rủi ro gì hết. Thì mình cứ tham khảo, mình tham gia thôi. Nhưng mà sau khi tham gia được khoảng gần một tháng thì Giang Tý thấy nhiều các cái điều tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời và quyết định là sẽ chắc chắn là mình sẽ phải phấn đấu, phải cố gắng và phải thành công tại mô hình Rugby. Và cho đến nay thì Giang Tía cũng khá là thành công và cũng hỗ trợ được rất là nhiều các anh chị em thành công tại Rugby. Rất nhiều ở người ở các cái ngành nghề khác nhau, từ các cái trình độ khác nhau đều có thể tham gia được và mọi người đều có thể tranh thủ cái thời gian rảnh được để có thể hỗ trợ được. Và cũng test với các anh chị như vậy và giới thiệu sơ qua một chút để cho các anh chị có thể làm quen với Giang Tía cũng như là hiểu thêm một chút về về con người của Giang Tía. Và sau đây thì Giang Tía xin phép được chia sẻ màn hình để chia sẻ với các anh chị một cách là cụ thể hơn và cũng xin được các anh chị comment nhé, comment nhắn trên khung chat để có thể là động viên cho Giang Tía có thể có cái động lực để mình chia sẻ một cách nhiệt tình hơn, tâm huyết hơn với cái mô hình này để hỗ trợ cho các anh chị, để các anh chị có cái buổi đầu. Sau đó là các anh chị sẽ quyết tâm là chúng ta cũng có cái thu nhập thêm đúng không ạ? chị thu nhập của Giang Thía thì nếu mà các anh chị đã phối hợp hợp tác thì chắc chắn một điều là các anh chị sẽ biết và nếu mà các anh chị mà quyết định hợp tác thì ngay sau chỉ 1-2 ngày nữa thì có thể là năm trong chương trình ngày mai là các anh chị sẽ thể biết được đúng không ạ? Rồi Giang Thía sẽ cố gắng là đi ngắn gọn nhất để các anh chị có thể là hiểu nhanh, hiểu đúng vấn đề đúng không ạ? Giang Thía sẽ chia sẻ luôn nhé. Mọi người chờ chờ xíu nhá. Rồi nhé, đây là mô hình kinh doanh. Mọi người chờ xíu. Xin chào các anh chị và Giang Thiến xin được chia sẻ cái chương trình cộng tác cùng với Ropi đúng không ạ? Đây là cái chương trình mà các anh chị cũng đang 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 quan tâm đúng không ạ? Đây là mô hình kinh doanh online thông minh, tinh gọn và với mô hình dropship là bỏ qua các cái khâu vận chuyển mà chúng ta chỉ cần nếu hợp tác thì chúng ta sẽ là những cái đối tác mà tư vấn với khách hàng và sau đó thì công ty sẽ hỗ trợ chúng ta khâu khâu vận chuyển đến tay khách hàng đúng không ạ? Là dropship dropshipping để cho các anh chị có thể hiểu nhé. Và sau đây thì Giang Thí sẽ chia sẻ nữa là ngày xưa thì chúng ta thấy là mọi người trẻ con là không không có không ít rất là ít người dùng điện thoại, ví dụ như Giang Thía là 7X thì gần như là khi mà mình đi làm rồi bắt đầu mới được sử dụng điện thoại mà lúc đó cũng chưa có điện thoại thông minh, sau này thì mới có. Nhưng bây giờ thì người người online, nhà nhà online thì như vậy là các anh chị nếu mà lựa chọn thì bây giờ chúng ta kinh doanh là kinh doanh truyền thống hay là kinh doanh online là cái lợi thế đúng không ạ? Thì Giang Thía sẽ chia sẻ rất là nhanh thôi, các anh chị cứ bình tĩnh nhé, cứ bình tĩnh thì mới hiểu được. Và đây một cái cửa hàng trước kia là có thể là mở cái cửa hàng truyền thống hoặc là những cái cửa hàng truyền thống thì chúng ta thấy được là bây giờ chúng ta có thể quyết định là nên mở một cửa hàng truyền thống hay là mở một cửa hàng online. Thì chúng ta thấy được rằng là những cái người mà mở những cái gia đình mà mở những cửa hàng truyền thống á, những công ty họ mở các cái cửa hàng truyền thống thì đâu đó thì chúng ta chỉ thu hút được những cái khách hàng ở xung quanh đó thôi ạ. Và cái lượng vốn hàng mà chúng ta phải bỏ ra rất là nhiều đúng không ạ? Rồi khi mà chúng ta thu hút được như vậy thì chúng ta phải tìm kiếm cả nhân sự rồi tiêu thụ khách hàng như thế nào và quản lý cái phần mềm quản lý được các cái đơn hàng đó như thế nào cũng rất là khó khăn. Thì bây giờ chúng ta phải thấy rằng là người người online, nhà nhà online, mọi người gần như là ở trên online suốt đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta hãy có mặt ở trên internet để cái dòng tiền nó sẽ đổ về internet, tất cả mọi người dành rất là nhiều thời gian rảnh của mình để vào internet, có thể là đọc các cái thông tin, có thể là xem hoặc là có thể chat nhắn với nhau thì và cái tâm lý của mọi người và cái thói quen của mọi người cũng dần dần là mua sắm ở các cái cửa hàng online đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta nên ví dụ như các anh chị bây giờ cho các anh chị là muốn là mở một cửa hàng truyền thống hay là mở một cửa hàng online thì theo cái xu hướng hiện nay thì chúng ta sẽ lựa chọn là mở cửa hàng online đúng không ạ? Và ông Bill Gates ông ấy đã có một cái câu nói như thế này là từ 5 đến 10 năm nữa nếu bạn không kinh doanh qua internet thì tốt nhất là bạn đừng kinh doanh. Và câu nói này được ông Bill Gates ông ấy tỷ phú Bill Gates
là ông ấy đã nói từ năm 2016 và đến nay thì nó vẫn còn nguyên giá trị, đúng không ạ? Nếu như mà mình không kinh doanh ở trên internet thì tốt nhất là đừng kinh doanh nữa. Thì đây một câu chuyện, một cái câu của ông ấy dự dự đoán từ năm 2016 nhưng mà đến nay thì vẫn còn nguyên giá trị, đúng không ạ? Và kinh doanh online thì sao ạ? Thì sẽ tiết kiệm và sẽ rất hệ quả. Kinh doanh online sẽ dễ dàng tiếp cận và phục vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất, đúng không ạ? Chúng ta có thể tiếp cận rất là nhanh đối với khách hàng được, và bán hàng thì chúng ta có thể bán hàng 24/7. Nếu nếu offline, nếu cửa hàng truyền thống thì chúng ta chỉ có thể mở cửa hàng khi nào chúng ta đóng cửa hàng là không không có thể bán được hàng nữa, đúng không ạ? Và với kinh doanh online thì chúng ta có thể mở rộng thị trường được. Và ở đây Giang thì ở Hải Dương chúng ta có thể là có khách hàng ở các tỉnh thành ở trong 63 tỉnh thành trên 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 toàn quốc, cũng như là có thể là bán với những khách hàng ở nước ngoài. Và thực tế thì Giang Thế cũng đã có khách hàng ở bên Nhật, ở bên Thái Lan, họ đã mua hàng và sau đó thì đã gửi ship từ từ Việt Nam sang bên nước ngoài rồi. Và cũng có những cái đối tác ở nước ngoài. Hiện nay thì công ty Robby cũng đã mở rộng ra một số nước ở trên thế giới, ví dụ như là Mỹ, Anh, Thái Lan và Campuchia và một số nước khác nữa. Và ví dụ như thị trường Mỹ là một thị trường rất là khó tính, thì hiện nay thì cũng đã rất là nhiều đại lý, đã có rất nhiều đại lý đã người Việt ở Mỹ cũng như là người Việt ở rất là nhiều ở quốc gia cũng đã tham gia vào, và thậm chí có cả người Mỹ họ cũng đã tham gia vào rồi. Đó thì mình có thể là mở rộng cái thị trường kinh doanh trong nước và quốc tế được. Và kinh doanh online thì sẽ tiết kiệm được chi phí cửa hàng, đúng không ạ? Kho bãi và nhân viên, chúng ta không phải mở cái cửa hàng, và thậm chí là bây giờ Giang Tiến trước kia là mình ở nhà mặt đường nhưng mà bây giờ thấy rất là khói bụi khi mà nó ồn ào và nhà rất là nhiều nhiều xe đi qua lại, nhưng bây giờ mình nhìn online rồi là Giang Tiến đã lùi về về ở trong trong ngõ nhà, không cần ở ngoài phố nữa, là chúng ta không phải cần đầu tư một cái cửa hàng và cũng không cần kho bãi, không cần nhân viên nữa. Và với kinh doanh online thì chúng ta thấy là vốn thì ít và rủi ro rất là thấp, đúng không ạ? Không có, gần như là không có rủi ro. Thế và không cần nhiều kinh nghiệm, mà những ai chưa cần kinh nghiệm, và ở đây thì rất là nhiều người có thể là người lớn tuổi, có thậm chí có các cô các bác là từ trên 70 tuổi họ vẫn có thể thành công được. Và họ cũng có rất là nhiều người chưa từng kinh doanh online, chưa từng kinh doanh họ cũng có thể thành công được. Và chúng ta không giới hạn về địa lý, đúng không ạ? Ở đâu chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta đi chơi cũng có thể làm được, mà ở nhà cũng có thể làm được, và đi du lịch cũng có thể làm được. Chúng ta không giới hạn về địa lý, và chúng ta tận dụng được các thời gian rảnh rỗi. Nếu như các anh chị là nếu mà chúng ta mở cửa hàng truyền thống là chúng ta cứ phải luôn luôn phải trực ở đó, đúng không ạ? Nhưng cửa hàng online của chúng ta, nếu chúng ta có Facebook, chúng ta có Zalo, chúng ta có YouTube, thì chúng ta cũng có khách hàng lên bất kỳ cái giờ nào, các anh chị đều có thể là tận dụng dụng cái thời gian rảnh của mình để có thể kinh doanh được. Và gần như là những người mà tham gia mô hình Robby là những người đang có một công việc khác và họ tham gia và để làm thêm thôi ạ, đúng không ạ? Và theo cái thống kê thì chúng ta thấy là 40 đến 45% người tiêu dùng là mua sắm online thường xuyên trong tương lai, và 25% người tiêu dùng là sẽ giảm tần suất mua sắm tại cửa hàng thực tế. Và hiện tại Việt Nam thì có 60 năm rượu user là 65 triệu người đã hành động là đã lên cái trang mạng xã hội đó của Việt Nam đó, mà trong khi đó là chúng ta có 100 triệu người, đúng không ạ? Và với quy mô kinh tế Việt Nam sẽ vượt 52 tỷ đồng tỷ USD trong năm 2025, và với 44,8 triệu người là đã tham gia vào mua sắm trực tuyến online, đúng không ạ? Đấy là ra phía thống kê rất là nhanh để các anh chị có thể hiểu được, để chúng ta nắm nắm được cái xu thế, đúng không ạ? Nhưng những người kinh doanh online thì sao ạ? Theo thống kê thì 80% người kinh doanh online thất bại, không kiếm được nhiều do cạnh tranh khốc liệt. Và bạn đã tìm được giải pháp chưa? Thì ở đây theo số liệu lại khẳng định rằng là có 100 người đi kinh doanh online thì đâu đó chỉ có khoảng 20 người là có thể là có thu nhập cao và có thể là thành công, bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm, không có cái cách để làm như thế nào nếu là có thể kinh doanh hiệu quả ở trên trên internet. Thì 80% những người đã tự kinh doanh, chúng ta không theo một cái mô hình nào đó mà chúng ta tự mở cửa hàng, tự đi nhập hàng và sau đó là chúng ta tự tự kinh doanh trên internet, chúng ta tự đăng bài, tự quảng cáo, thì gần như là thu nhập rất là thấp, hoặc có rất là nhiều người thất bại vì không rất là lúng túng, không biết là làm như thế nào để có thể thành công được. Thì vấn đề là ở đâu, vấn đề như thế nào để có thể kinh doanh thành công được, đúng không ạ?
Thì vấn đề lớn nó nằm ở đâu ạ? Thứ nhất là nó nằm về ở sản phẩm. Khi mà chúng ta đi kinh doanh online một mình, chúng ta không theo một cái mô hình nào, không theo một cái công ty nào, không hợp tác với một cái công ty nào, thì chúng ta thấy là cái vấn đề sản phẩm là cái vấn đề mà rất là khó khăn để các anh chị có thể tìm được cái nguồn sản phẩm tốt, tìm được cái nguồn sản phẩm mà phù hợp với năng lực sở trường của các anh chị, tìm được cái sản phẩm mà phù hợp với tệp khách hàng của các anh chị, đúng không ạ? Và tìm được những cái sản phẩm mà nhiều sản phẩm mà khách hàng đang hướng tới, thì chúng ta không thể là tìm được những sản phẩm nó tốt để nó đầy đủ giấy tờ chứng nhận là những sản phẩm mà thương hiệu hàng đầu quốc tế, mà lại đa dạng các cái sản phẩm mà lại có chiết khấu cao, đúng không ạ? Thì rất là khó để chúng ta, nếu mà chúng ta tự đi kinh doanh, thì cái vấn đề sản phẩm là cái vấn đề mà rất là lớn, mà các anh chị chắc chắn một điều là các anh chị cũng băn khoăn, đúng không ạ? Nếu các anh chị ở trong đầu các anh chị đã nghĩ rằng là mình cũng muốn là đi kinh doanh online, thì mình không biết là mình kinh doanh cái sản phẩm gì, đúng không? Chắc chắn một điều Giang Thiến nghĩ là các anh chị cũng cũng như Giang Thiến lúc đầu là như vậy. Và cái vấn đề nữa, nếu như các anh chị đã tìm được sản phẩm rồi, thì cái vấn đề mà kinh doanh online là cái vấn đề lớn nữa, là cái vấn đề marketing. Thì các anh chị nếu như một mình chúng ta làm ạ, nếu một mình chúng ta làm thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ phải làm thế nào để có thể tiếp cận được với khách, kinh doanh mà không có, đặc biệt là kinh doanh mà online mà không có làm marketing, thì chắc chắn một điều là không thể tiếp cận được với khách, không thể quảng cáo để làm sao tiếp cận được với khách. Còn nếu như các anh chị mà thuê quảng cáo á, thuê quảng cáo thì rất là tốn kém, rất là tốn kém mà cũng rất là khó khăn. Khi mà đã như vậy thì phải bỏ ra một số tiền rất lớn, mà thậm chí cũng không có thể là tiếp cận được với khách. Mà cái hiệu quả khi mà mình quảng cáo như vậy, thì cái hiệu quả mà mình cái số tiền mình bỏ ra so với những cái sản phẩm mà mình có thể bán được, mình kinh doanh được, thì rất là khó, đúng không ạ? Và bây giờ mọi người biết là nếu như chúng ta không được học á, thì trên Facebook là trên mạng xã hội đó, cái vấn đề là bóc tương tác rất là nhiều. Nếu như chúng ta không biết sử dụng, không biết được hướng dẫn cách làm như thế nào, cách marketing như thế nào để có thể tiếp cận được với khách, thì rất là khó khăn. Và nếu như các anh chị có chạy được quảng cáo đi, có sản phẩm tốt đi, có chạy quảng cáo đi, thì các anh chị làm thế nào các anh chị được bán được hàng? Và ở đây là chúng ta là những người mà đi làm thêm, đúng không ạ? Chúng ta tranh thủ thời gian rảnh để làm thêm, để kiếm thêm thu nhập, thì sao ạ? Chúng ta gần như là không có kiến thức về kinh doanh. Các anh chị có kiến thức về kinh doanh không? Giang Thí cũng vậy, chúng ta đi học cấp 3, học đại học, học cao học. Giang Thí thì cũng hiện tại cũng đang là thạc sĩ kinh tế từ năm 2006, 2006 thì Giang Thí đã là thạc sĩ kinh tế rồi. Nhưng mà mình học là một chuyện, ra đó ra làm thì Giang Thí làm nhà nước và không có làm liên quan kinh tế. Và thực tế là cái kinh nghiệm của mình cũng không có để có thể là mình có thể là bán hàng được. Thì cái vấn đề thì cái vấn đề lớn là cái vấn đề làm thế nào để có thể bán được hàng, làm thế nào. Xin xin nhờ các anh chị là đừng có vẽ lên màn hình nhá, không là Giang Thía sẽ bị mất cái năng lượng á, mình có thể chia sẻ lại được với các anh chị nhé. Thì đề nghị các anh chị không vẽ lên màn hình. Thì làm thế nào có thể là bán được hàng là cái vấn đề vô cùng lớn. Thì đây là ba vấn đề rất lớn mà những người kinh doanh online đang thấy là rất là khó khăn, đang thấy rất là khó khăn. Và chúng ta gần như là kể cả các anh chị có tiền, các anh chị muốn là nhập hàng về, các anh chị muốn tự bán tự kinh doanh, thì nó rất là lúng túng khi mà những cái vấn đề lớn này chúng ta không được hỗ trợ. Giang Thế xin phép là sẽ xem lại màn hình nhé. Đề nghị các anh chị là chúng ta sẽ nghiêm túc nhé. Và những ai mà nhờ hot, là nếu mà thấy ai mà vẽ lên màn hình mà sau đó thì chúng ta có thể là mời ra khỏi phòng nhé. Đây thì vấn đề lớn là như vậy, đúng không ạ? Mọi người đã nhìn thấy rõ chưa? Rõ thế Giang Thiết xin phép được chia sẻ lại nhé. Đây là ba vấn đề lớn mà những người kinh doanh online là đang gặp phải, đúng không ạ? Và những người mà kinh doanh thành công là những người mà làm sao chúng ta phải giải quyết tất cả các vấn đề để cho khách hàng được, đúng không ạ? Chúng ta ai những người mà thành công là những người mà giải quyết tất cả các vấn đề, và những cái sản phẩm đó tiếp cận được đến với khách hàng, và khách hàng hiểu được về công dụng thành phần cũng tác dụng của sản phẩm, về những cái câu chuyện của cái sản phẩm đó đã có tác dụng như thế nào với những người mà đã sử dụng rồi, với những người mà đã sử dụng cái sản phẩm đấy rồi, đúng không ạ? Thì xin phép anh chị một chút. Thì đối với Shopee là cái hệ sinh thái kinh doanh online dành cho mọi người. Ở đây thì cái slide nó đã cũ một chút, là chúng ta hiện tại thì không phải là có 1.000 sản phẩm nữa, mà chúng ta đã có gần 2.000 sản phẩm chất lượng cao, và hiện nay là có trên 60.000
đối tác đã tham gia kinh doanh cùng với Dropizone. Đây là một cái hệ sinh thái kinh doanh dành cho mọi người, ai cũng có thể tham gia được, ai cũng làm công nhân cũng có thể được, làm nông dân cũng có thể được, làm bất động sản cũng có thể được, là làm gì ạ, nhà nước này, làm bộ đội, làm công an này, làm văn phòng, tất cả đều có thể tham gia được, vì chúng ta đã tận dụng các cái thời gian rảnh để chúng ta tham gia kinh doanh và chúng ta có thêm cái nguồn thu nhập. Và như các anh chị đã biết thì hiện tại thì nếu như anh chị làm một cái nghề ngành nghề khác thì không biết là lương của anh chị bao nhiêu, nhưng ví dụ như Giang Thía thì Giang Thía đang làm nhà nước và hiện tại thì gần 20 năm công tác rồi, và Giang Thía với cái số lương là của mình hiện tại là được gần 10 triệu và xích 10 triệu thôi, thì khi mà mình đã có con và lớn lên rồi và các cái chi tiêu trong gia đình nội ngoại hai bên, rồi các con lớn rồi đi học, và cháu lớn thì năm nay vào đại học, cho học ngoại thương, và phải về về chi phí rất là nhiều, chi phí rất là nhiều để có thể là cho cháu học, rồi cháu lại học thêm, rồi tiếp tục lại hướng tới cháu đi học thêm tiếng Anh, rồi để văn bằng 2, rồi học thêm về IT. Ý là mình sẽ phải chi rất nhiều cho các con, đúng không ạ? Và các con đi học thêm cũng rất là tốn kém nữa. Đó thì lúc đó mình có thêm cái nguồn thu nhập để hỗ trợ cho gia đình, đúng không ạ? Để hỗ trợ cho gia đình. Và khi mà chúng ta có thu nhập rồi thì mọi thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Chắc chắn một cái điều là như vậy, chúng ta làm gì cũng 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 không phải đắn đo suy nghĩ là làm sao có thể có tốn tiền hay không tốn tiền, đúng không ạ? Thì ở đây nhu cầu làm thêm rất là nhiều, và bây giờ hướng tới là chúng ta không chỉ là có một nguồn thu nhập, mà các anh chị biết là trong năm 2022 cuối năm nay là mọi người thấy là bất động sản thì sao ạ, hạ xuống rất là nhiều, rồi bây giờ là lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng cao, và bây giờ nếu như anh chị là có tiền thì chúng ta gửi ngân hàng chứ, chứ bây giờ mà đi vay ngân hàng để mà đầu tư mở cửa hàng hay là đầu tư nhập hàng về thì cái điều đó là rủi ro vô cùng lớn, đúng không ạ? Và năm 2023 thì chắc chắn một điều là cái suy thoái kinh tế nó sẽ xuống đỉnh điểm, và tất cả rồi đối với các cái doanh nghiệp, các cái công ty có rất, sẽ rất là có nhiều các cái doanh nghiệp, các công ty khó khăn trong việc là kinh doanh, và cũng có thể rất là nhiều người cũng sẽ khó khăn trong việc là làm tăng ca, ví dụ như công nhân thì sẽ làm tăng ca cũng khó, hoặc là bất động sản nó sẽ xuống dưới đáy trong năm 2023 và lạm phát tiếp tục tăng cao. Như vậy là làm ăn rất là khó khăn, thì chúng ta tham gia cái mô hình kinh doanh này tất cả mọi người đều có thể tham gia được, dành cho mọi người, ai cũng chỉ cần một chiếc điện thoại thôi là chúng ta có thể làm thêm được, đều có thể tiếp cận được với khách, và đặc biệt là trong cái tình hình là nó khó khăn về kinh tế. Thứ hai nữa là cái dịch bệnh thì chúng ta cũng chưa biết được là COVID-19 nó có quay trở lại hay không, nó có tiếp tục phát triển hay không, hoặc là nó có một cái dịch bệnh nào khác ngoài khác nữa. Đây là mình cứ nói là như vậy. Thì trong cái trong lúc đó là gì ạ? Chúng ta chỉ cần ở nhà thôi, chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại thôi, và chúng ta không có cái gì rủi ro cả, và chúng ta có thể tham gia được kinh doanh được online, đúng không ạ? Thì Dropi sẽ mang lại lợi ích gì cho đối tác bán hàng? Ở đây thì Giang Thế xin được chia sẻ với các anh chị nhé, là về công nghệ thì các anh chị hoàn toàn là yên tâm là Dropi sẽ hỗ trợ cho các anh chị về công nghệ, chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại thôi, đúng không ạ? Thì Dropi sẽ quản lý về đơn hàng, về sản phẩm, về các cái số liệu của chúng ta ở trong một cái app đó thôi, và hỗ trợ cho công nghệ cho các anh chị để có thể là quản lý tốt nhất được cái công việc kinh doanh của các anh chị chỉ việc gì ạ, tư vấn và bán hàng, chốt đơn, còn lại là Dropi sẽ lo hết cho các anh chị. Và sản phẩm thì chúng ta có gần 2.000 sản phẩm uy tín, chất lượng cao ở trên thị trường, đúng không ạ? Và nó có uy tín ở trên 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 thế giới nữa. Những cái sản phẩm hàng đầu ở thế giới, rất nhiều sản phẩm, lát nữa thì Giang Thế xin được chia sẻ cho các anh chị cụ thể các cái sản phẩm mà các anh chị quan tâm, các anh chị sẽ quyết định là chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm nào để chúng ta đi kinh doanh, đúng không ạ? Và vấn đề marketing thì Giang Thế cũng chia sẻ rồi, là công ty có đội ngũ marketing, là đội ngũ IT là số 1 ở các cái công ty giỏi ở trên thế giới, cũng như ở Việt Nam, là đã hội tụ về đây để hỗ trợ cho các anh chị là có những cái bài viết, để có những cái hỗ trợ cho các anh chị để làm sao mà có thể tiếp cận được với khách hàng. Chúng ta đi kinh doanh, chúng ta làm sao tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả nhất, và các anh chị yên tâm một vấn đề đó. Và cái nữa là cái vấn đề huấn luyện, chúng ta đi kinh doanh nhưng mà chúng ta lại chưa từng học kinh doanh, đúng không ạ? Có một cái điều, một cái vấn đề mà Giang Thía đã thống kê, đọc cái thống kê lúc từ đầu là 80% những người đi kinh doanh online là chúng ta bị thất bại hoặc là
thu nhập thấp, bởi vì chúng ta cứ thế là cứ thấy người ta đi kinh doanh online cũng đi kinh doanh online, trong khi là chúng ta không có kiến thức, đúng không ạ? Không có kiến thức mà chúng ta lại 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 đi bán hàng. Thì điều đó là cái điều mà vô cùng là bất hợp lý anh chị nhé. Chúng ta rất là mong muốn là làm sao để kinh doanh để có thu nhập, nhưng mà chúng ta lại không được đào tạo, không được huấn luyện, mà chúng ta lại mong không có một kiến thức gì về kinh doanh mà chúng ta lại mong muốn để thành công trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh online, thì rất là khó. Thì ở đây Robby sẽ mang lại cho các anh chị là hỗ trợ cho các anh chị về công nghệ này, hỗ trợ về sản phẩm này. Yên tâm, các anh chị thích sản phẩm gì cũng có, sản phẩm từ trong nhà, trong gia đình các anh chị có những cái sản phẩm gì, cần những sản phẩm gì thì Ropi sẽ hỗ trợ các anh chị là đều có thể tiếp cận với khách, từ cái việc là bàn chải đánh răng này, kem đánh răng này, sữa rửa mặt này, dầu gội đầu này, rồi lau nước lau sàn này, nước giặt này, nước rửa bát này, đến những cái thực phẩm chức năng này, những cái ví dụ những cái sản phẩm của mẹ và bé thì là sữa này. Thế rồi những cái người mà có bệnh thì ví dụ như hoặc là mới ra cái sản phẩm ví dụ như phòng ngừa đột quỵ rất là hiệu quả số 1 của Nhật cũng mới ra mắt xong, ví dụ như vậy nhé. Và những cái sản phẩm mà gia dụng tiện ích này, thì với những anh nam mà rất là thích cái dòng sản phẩm gia dụng tiện ích, thì ví dụ như là robot hút bụi lau nhà, máy lọc không khí, rồi bếp từ, rồi máy máy ép chậm, rồi máy làm sữa hạt, rồi máy máy giặt, rồi máy rửa chén, rồi máy lọc không khí, có rất 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 nhiều, gần 2.000 sản phẩm. Có nghĩa là trong gia đình chúng ta cần sản phẩm gì thì ở trong Ropi đều có như vậy, và thiết kế ra những cái sản phẩm đó để phù hợp các anh chị, kiểu gì các anh chị cũng bán được hàng nhá. Thì đây là cái phần này Giang Thiến sẽ chia sẻ nhanh để các anh chị có thể hiểu được. Và ở Ropi là Ropi sẽ là nhà cung cấp giải pháp về công nghệ. Ropi không là nhà không nhờ không 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 cung cấp về sản phẩm. Ropi không cung cấp sản phẩm nhé, mà là nhà cung cấp về giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới. Hàng đầu thế giới anh chị nhé, là cung cấp những cái công nghệ mà mới nhất hiện nay và quản lý thông minh tinh gọn nhất. Và các anh chị chỉ có một cái doanh nghiệp của anh chị 2.000 sản phẩm trên một chiếc điện thoại, và các anh chị lên đơn trong vòng 30 giây là các anh chị có thể lên đơn được, và sau đó thì công ty sẽ biết được các anh chị lên đơn và sẽ đóng gói gửi hàng, gửi đến tay khách hàng, đúng không ạ? Thì Ropi là nhà cung cấp giải pháp công nghệ kết nối giữa nhà sản xuất này và các đối tác bán hàng như Giang Tía, cũng như là các anh chị. Nếu các anh chị hợp tác cùng với Ropi thì các anh chị cũng sẽ là đối tác để chúng ta kết nối với Ropi, với nhà sản xuất, để đưa sản phẩm tốt nhất đến tay khách hàng. Thì điều đó là điều vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Nó sẽ bỏ qua hết các cái khâu trung gian, và chúng ta chỉ có việc gì ạ? Tư vấn cho khách, và sau đó thì lên đơn ở trên một cái chiếc điện thoại, ở cái app điện thoại vô cùng thông minh, vô cùng tinh gọn. Sau đó thì nhà sản xuất sẽ cung cấp các cái sản phẩm và đóng gói những cái sản phẩm đó đến tay khách hàng và thu tiền của khách. Sau đó thì đến gì ạ? Đến đến cuối tháng là chúng ta cộng dồn và xem một tháng đó là chúng ta bán được doanh số là bao nhiêu, và chúng ta sẽ được hưởng hoa hồng vào ngày mùng 10 tháng sau anh chị nhé. Đó là cái điều vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Vô cùng tuyệt vời, mà chúng ta không cần phải bỏ gì ạ, không cần phải bỏ vốn này, không cần phải nhập giao gửi hàng này, và không có tồn kho, và lại không cần kinh nghiệm, mà chúng ta lại được huấn luyện, được đào tạo, được hỗ trợ công nghệ, được và hỗ trợ về sản phẩm, và hỗ trợ các anh chị có thể bán được hàng và có thể ra đơn được, cầm tay chỉ việc, giúp các anh chị là các anh chị sẽ hiểu rất là kỹ về tâm lý khách hàng, về danh sách khách hàng, về làm sao mà có thể là chốt đơn với khách này, tâm lý như thế này thì sẽ dùng sản phẩm như thế này, và thậm chí là xử lý từ chối khách hàng như thế nào. Mình xử lý từ chối của khách thì như thế nào để có thể ra đơn được, thì sẽ cầm tay chỉ việc cho các anh chị là Ropi sẽ hỗ trợ cho các anh chị về giải pháp về công nghệ, đúng không ạ? Và các cái sản phẩm của Ropi thì sản phẩm rất là đa dạng, rất là đa dạng để chúng ta có thể tệp khách hàng khác nhau, đúng không ạ? Giang chị chia sẻ rồi, trong gia đình của chúng ta tất tần tật các anh chị cần gì thì ở trong Ropi có cái đó.
À, và như vậy thì chúng ta mới có bán được. Còn nếu các anh chị mà tự mở cửa hàng hoặc tự bán hàng online, chúng ta chỉ nhập đâu đó một hai sản phẩm thôi đúng không ạ? Một hai sản phẩm hoặc là có thể là 5-10 sản phẩm thôi. Nhưng ở đây có tới 2.000 sản phẩm. Các anh chị lựa chọn khách thích cái sản phẩm nào là chúng ta đến chơi nhà khách hoặc chúng ta tiếp cận nói chuyện với khách là chúng ta có thể là ra đơn được đúng không ạ? Và các sản phẩm ở trong này nó rất là độc đáo so với các sản phẩm khác trên thị trường. Để sản phẩm mà đưa được lên kệ của Shopee là phải qua rất nhiều các cái khâu kiểm duyệt của các cái phòng ban và để báo cáo và các cái giấy tờ chứng nhận là giấy tờ về nhập khẩu này, giấy tờ về cho phép của Bộ Công Thương này và các cái cơ quan chức năng phải có đầy đủ các cái giấy tờ. Và thứ hai nữa là nó cùng một cái sản phẩm đó nhưng mà nó có cái tác dụng độc đáo hơn các sản phẩm cùng loại khác ở trên thị trường đúng không ạ? Và là phải là sản phẩm chất lượng cao nhất để chúng ta những người đi kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh online và đặc biệt là những người mà đang tham gia làm công việc khác, ví dụ như Giang Thía đang làm công việc nhà nước, đang làm nhà nước và thậm chí là mình còn là quản lý nữa, thì nếu như là mình không bán sản phẩm mà bán những sản phẩm mà không có chất lượng thì chính bản thân Giang Thía là về uy tín của mình sẽ bị ảnh hưởng này, về công việc của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng ạ. Thì ở đây những cái sản phẩm là các anh chị yên tâm một điều là sản phẩm đa dạng, độc đáo và chất lượng cao. Và đây là những cái ví dụ là những cái sản phẩm mà hiện đang có ở trên kệ của Shopee nhé. Ví dụ như là cái sản phẩm của tập đoàn sữa đấy, là tập đoàn Lotte, là có mặt tại 22 quốc gia và là tập đoàn có tổng tài sản đứng thứ 5 tại Hàn Quốc. Đấy, đúng ạ, đây là một cái sữa sữa non của tập đoàn Lotte tại Hàn Quốc và đang có ở trên kệ Ropi. Và tập đoàn thứ hai nữa là tập đoàn Đan Mạch, có hơn 65 năm chuyên về sản phẩm sức khỏe với năng suất là hơn 4 triệu sản phẩm mỗi ngày. Đấy, thì đây là những cái sản phẩm mà rất là nổi tiếng rồi. Hoặc đây là ví dụ như là Corena này, là cái top thương hiệu dẫn đầu. À, xin lỗi các anh chị, lại có đồng chí nào đang đang vẽ màn hình thì đề nghị hot là để ý nhé, nếu có cần thì cho các anh chị ra, bởi vì Giang Thía đang chia sẻ thì mọi người Giang Thía xin phép là xem lại nhé. Ví dụ như sản phẩm của cái tập đoàn Corena này đúng không ạ, là cái top 3 thương hiệu dẫn đầu ngành công nghiệp mỹ phẩm tại Hàn Quốc với hơn 30 năm kinh nghiệm, hoặc là cái sản phẩm là mỹ phẩm Self-Fusion C được công nhận bởi chuyên gia da liễu tại 42 quốc gia, hơn 4.000 bệnh viện ở Hàn Quốc và hơn 18.000 bệnh viện thẩm mỹ trên toàn thế giới tin dùng. Và đây là những cái sản phẩm mà cực kỳ hiệu quả mà đối với ví dụ như là phụ nữ mà chúng ta đi kinh doanh về mỹ phẩm thì đây là những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, vô cùng hiệu quả và có thể là so sánh với những cái sản phẩm mà họ đã dùng trước rồi, khách hàng sẽ có cảm nhận rõ rệt ngay. Là ví dụ như Giang Thía, mọi người có thể thấy là cái da của Giang Thía là rất là hồng, rất là đẹp, rất là sáng, mặc dù mà mình đã là U50 rồi đúng không ạ? Thì đó là những cái mà sản phẩm mình đã và đang dùng những sản phẩm của Ropi đó ạ. Và ở Ropi thì sao? Ở Ropi là các cái sản phẩm như Giang Thía chia sẻ rồi là có gần 2.000 sản phẩm, gần 2.000 sản phẩm mà có giá trị. Thì ở Ropi là đã gì ạ? Đã thiết kế cho các anh chị là những sản phẩm mà là những cái sản phẩm phễu, đầu phễu, là những sản phẩm các anh chị dễ bán, dễ tiếp cận với khách, là những sản phẩm bán trước, sau đó thì chúng ta đã bán được cho khách rồi. Ví dụ như các anh chị bán chỉ một hộp kem đánh răng cho khách là ví dụ như một hộp kem đánh răng là 38 ngàn thôi, ví dụ như vậy, hoặc là một lọ dầu gội đầu này, hoặc là một cái tip mỹ phẩm này, ví dụ như vậy nhé, thì sau đó là khách dùng rồi, hoặc là một cái chai chai xịt vài chục ngàn thôi là lau đa lăng ấy, lau son nổi hoặc là nước giặt đây chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì chúng ta chỉ cần tiếp cận với khách những cái sản phẩm đầu phễu như vậy, họ chỉ cần mua đầu tiên, ví dụ như là họ họ chưa chưa mua, họ chỉ mua ủng hộ thôi, ví dụ như vậy nhé. Mà khi họ mua rồi, họ dùng rồi, họ thích rồi, và lúc đó là họ sẽ có nhu cầu mua các sản phẩm khác. Và ở Ropi là chúng ta không cần phải tìm kiếm 100 khách hàng mà chúng ta chỉ cần tìm kiếm 10 khách hàng và mỗi khách hàng sẽ ủng hộ cho chúng ta 10 sản phẩm đúng không ạ? Có nghĩa là thiết kế cho các anh chị là từ những cái sản phẩm bắt đầu tiếp cận với khách là những sản phẩm phễu, sản phẩm giá giá vừa phải thôi nhưng mà khách lại rất là hài lòng.
Thế sau đó là những cái sản phẩm chủ lực, đúng không ạ? Sau đó là những sản phẩm chủ lực là những sản phẩm mà có cái giá cao hơn, và khách khi đã ưng rồi, khi mà đã yêu các anh chị rồi thì chắc chắn một điều là họ hoàn toàn có thể mong muốn. Ví dụ như Giang Thế là bây giờ có những khách là có khoảng Giang Thế có khoảng 20 khách là bây giờ là họ gần như là họ thiếu cái gì là họ họ đến, vì mình làm cái siêu thị online mà mình là sở hữu cái siêu thị online 2.000 sản phẩm, cho nên là họ thiếu cái gì là họ hết cái gì là họ lại nhắn cho mình. Ví dụ như là họ hết giờ gội đầu, họ nhắn là đã hết dầu gội đầu rồi, em lại lên đơn cho chị một lọ dầu gội đầu, hoặc là bây giờ là gần Tết rồi, là chị là bây giờ là có 4 tầng thì bây giờ mới sắm được một con robot thôi, thì chị mong mong là sẽ mua 2 con nữa. Ví dụ như vậy nhé, có rất nhiều khách mà khi đã mua rồi thì họ lại thiếu cái gì là họ lại nhắn cho mình là họ mua luôn. Và sau đó là những cái sản phẩm cuối phễu, là những cái sản phẩm mà ví dụ như ở Robby có những cái sản phẩm vài chục ngàn này, có sản phẩm vài trăm ngàn, vài triệu này, và có những cái sản phẩm cuối phễu là những cái sản phẩm mà giá trị rất là cao. Ví dụ như là máy máy lọc nước pi á, máy lọc nước pi là có giá ví dụ như là từ 39 triệu, 45 triệu và 59 triệu, và đến cao nhất là 95 triệu. Các anh chị thấy hay không ạ? Đến một cái mô hình mà không cần phải bỏ vốn nhập hàng mà chúng ta lại có thể kinh doanh gần 2.000 sản phẩm mà lại có những cái sản phẩm giá trị lên 95 triệu. Bây giờ các anh chị thấy là bây giờ các anh chị muốn kinh doanh cái sản phẩm mà ví dụ như 95 triệu đi, các anh chị phải có bao nhiêu vốn để các anh chị có thể mở mở cửa hàng, các anh chị có thể nhập hàng về để bán được, chúng ta phải có vài tỷ, đúng không ạ? Vài tỷ thì mới nói chuyện là chúng ta có bán được những cái sản phẩm đến hàng trăm triệu như vậy. Thì ở Robby là chúng ta lại không cần phải bỏ vốn nhập hàng, thì cái điều đó có tuyệt vời không ạ? Các anh chị có thể là comment nhé, comment giúp là Giang Thía, để chúng ta mặc dù ở đây thì Giang Thía cũng lát nữa các anh chị sẽ có nói là trả lời câu hỏi đúng không? Phần cuối thì Giang Thía khi mà chia sẻ xong thì sẽ tất cả các câu hỏi của anh chị để Giang Thía sẽ trả lời hết nhé. Và ở đây Giang Thía chia sẻ này, kinh doanh truyền thống thì chúng ta thấy là sản phẩm sẽ đi từ nhà sản xuất là đến các cái tổng đại lý, là đến đại lý khu vực này, đại lý bán buôn này, đại lý bán lẻ này, và đến tay người tiêu dùng, thì nó qua rất nhiều các khâu trung gian phải không ạ? Qua rất nhiều, từ sản xuất đến tổng đại lý, ví dụ như là chiết khấu cao hơn này, thế sau từ tổng đại lý đến đại lý khu vực thì nó lại chiết khấu đi lại một chút này, thì cái người mà đại lý khu vực thì được hưởng chiết khấu thấp đi một chút, sau đi bán buôn lại thấp một chút, bán lẻ lại thấp hơn một chút, và đến người tiêu dùng, đúng không ạ? Và qua rất là nhiều khâu như vậy thì cái việc mà chứng nhận là hàng đó là xuất xứ như thế nào cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Và ở đây thì qua một chuỗi như vậy, nó cứ phải chi phí về quảng cáo này, về thuê mặt bằng này, lương nhân viên là quản lý tiêu thụ khuyến mại rất là nhiều. Và nếu như các anh chị mà không có các chương trình khuyến mại, mình tự phải bỏ ra để khuyến mại cho khách, ví dụ như vậy. Nhưng ở Ropi thì sao? Ropi thì sao? Các anh chị nhá, có thể thấy này, kinh doanh cùng Ropi là chúng ta là đối tác đây này, Giang Thí đang là đối tác, và nếu các anh chị là đối tác thì anh chị ở giữa đây, và Ropi sẽ đưa hàng hóa từ Ropi đến tay người tiêu dùng, đến thẳng tay người tiêu dùng, có nghĩa là nó qua hết các khâu trung gian, bỏ qua hết các khâu trung gian, là không cần phải trung gian đến các cái đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 nữa, mà đi từ kho của Robby đến tay người tiêu dùng. Như vậy là nó sẽ giảm rất nhiều chi phí phải không ạ? Và giảm chi phí đó thì sao ạ? Thì cái những cái chi phí đó sẽ được ưu tiên cho các anh chị. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ có chiết khấu bán lẻ rất là cao, từ 30 đến 45%. Và các anh chị hình dung là nếu bán hàng truyền thống thì qua một cái khâu dài như vậy, từ là tổng đại lý đến bán buôn bán lẻ, nó cứ cứ tiếp dần đi đến tay người bán lẻ đó, đâu đó chỉ còn 10 15% là cao thôi, đúng không ạ? Thực tế là như thế, các anh chị đúng không ạ? Ai đã từng kinh doanh truyền thống thì là như vậy đấy. Còn nếu muốn được 30 đến 45% là chúng ta phải bỏ ra một vài trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng chúng ta mới được chiết khấu cao, đúng không ạ? Chúng ta phải nhập rất là nhiều hàng về chúng ta mới được hưởng chiết khấu cao phải không ạ? Chúng ta là phải tổng đại lý lớn thì chúng ta mới chiết khấu cao. Nhưng ở Robby thì các anh chị là những người đối tác được hưởng chiết khấu từ 30 đến 45%. Có nghĩa là gì ạ? Robby sẽ hỗ trợ các anh chị đào tạo, các anh chị có kiến thức về kinh doanh, và các anh chị nắm bắt biết được, chọn lựa định hướng cho các anh chị, chọn lựa sản phẩm, và các anh chị tư vấn cho khách, và trả cái hoa hồng cho các anh chị rất cao như vậy, để gì ạ? Chúng ta nên nâng một cái tầm mới là chúng ta là đối tác của Robby. Sau khi mà các anh chị đã vào làm đối tác của Robby rồi á, thì chắc chắn một điều là các anh chị sẽ
Chắc chắn một điều là các anh chị sẽ có kiến thức, có kỹ năng, đúng không ạ? Có kỹ năng và chúng ta đã hiểu biết về kinh doanh và chúng ta tư vấn cho khách và chúng ta sẽ trở thành một phiên bản khác. Và Giang Thía sau khi 2 năm mà hợp tác với Ropi thì bây giờ mình đã là một phiên bản khác, không phải là mình chỉ có mỗi kiến thức về kinh doanh đâu mà mình có nhiều mối quan hệ, nhiều sự hợp tác của tất cả các anh chị trên toàn quốc và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta ở cái môi trường Ropi cực kỳ nhân văn, cực kỳ là luôn luôn là hỗ trợ nhau một cho đi một cách vô điều kiện để hỗ trợ nhau cùng thành công. Thì cái chiết khấu như vậy là cái chị hoàn toàn xứng đáng để hưởng cái chiết khấu là 30 đến 45%. Có nghĩa là mình là phải trở thành con người khác, con người là biết là quan tâm đến khách hàng, hiểu được sản phẩm, biết tư vấn cho khách, đúng không ạ? Chứ không phải nếu một mình anh chị có thể các anh chị có tự học được không ạ? Không, không tự học được đâu ạ, đúng không ạ? Và cái vấn đề nữa là cái vấn đề marketing quảng cáo về thương hiệu sản phẩm để hỗ trợ cho đối tác là có thể dễ dàng tiếp cận được với khách hàng, đúng không ạ? Thì công ty đã làm rất tốt, những nhân sự IT của công ty là rất là giỏi, đều hỗ trợ cho các anh chị được, đúng không ạ? Đây là những cái bài những cái bài quảng cáo các anh chị search trên trên Google có thể thấy ngay là những cái người nổi tiếng mà đã hợp tác cùng Ropi cũng như là quảng cáo thì dùng trải nghiệm và quảng cáo cho sản phẩm ở trên các trang, từ các trang báo, từ các cái kênh, rồi các phần TikTok của YouTube là Zalo hoặc là Facebook đều có những quảng cáo của diện của Ropi để hỗ trợ cho các anh chị có thể dễ dàng có thể bán được hàng, đúng không ạ? Và chúng Ropi sẽ có những cái chương trình khuyến mại và thưởng bán hàng liên tục và đa dạng. Các anh chị vào các anh chị sẽ thấy là có nhiều các cái chương trình mà khuyến mại liên tục. Nếu bình thường các anh chị nếu mà tự kinh doanh thì các anh chị phải tự gì ạ? Tự tổ chức, nếu mà nhập hàng về mà theo các chương trình của công ty ấy, thì cũng rất là ít. Và nếu như các anh chị muốn bán được ví dụ nhân mùa Tết là các anh chị phải tự tự khuyến mại, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì gì ạ? Liên tục có các nhà BDB, nhà phát triển sản phẩm sẽ hỗ trợ các anh chị để có những cái khuyến mại liên tục để khách hàng khi mà lựa chọn khuyến mại thì các anh chị sẽ dễ chốt đơn hơn, đúng không ạ? Các anh chị chờ đăng ký một chút. Thì các anh chị yên tâm một điều là các chương trình khuyến mại sẽ được hỗ trợ đa dạng và liên tục. Bây giờ là mùa Tết thì nhà BDB, nhà phát triển sản phẩm nào cũng cũng lên các cái chương trình khuyến mại và hướng dẫn là các cái combo để mua hàng và tư vấn cho khách là có bộ giải pháp cho khách hàng chứ không chỉ là chúng ta bán đơn lẻ một sản phẩm đâu, đúng không ạ? Thì Giang Thi cũng 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 xin được chia sẻ nhanh để các anh chị quan tâm nhé. Và với chức năng của phía đối tác sử dụng thì vấn đề là ví dụ lên đơn hàng, quản lý đơn hàng, theo dõi đơn hàng và thống kê phân tích các chỉ số kinh doanh này, xem thống kê về lợi nhuận kinh doanh nhỉ, chăm sóc khách hàng thì đã có gì ạ? Đã có Ropi lo, tất cả đã được gói gọn trong trong một chiếc điện thoại để các anh chị không phải lo vấn đề về 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 quản lý như thế nào. Chúng ta chỉ việc là lên đơn, sau đó thì công ty đóng gói gửi hàng và khi mà đóng gói thì nó thông báo ở trên app là hàng đang cái đơn này đang được đóng gói và gửi hàng và đang hoặc là đã giao được đến đến tay khách hàng thì mình đối tác mình hãy liên hệ và chăm sóc khách hàng để sử dụng. Thì đó là các vấn đề mà các anh chị hoàn toàn yên tâm, đúng không? Chỉ cần một chiếc điện thoại thôi. Và về vấn đề mà đào tạo và kinh doanh để cầm tay chỉ việc từ A đến Z là các anh chị sẽ được học, đúng không ạ? Các anh chị sẽ được cầm tay chỉ việc làm sao các anh chị có kiến thức để nền tảng về kinh doanh online, các kiến thức về sản phẩm, các kiến thức để mình có thể là làm sao có thể là bán được hàng, làm sao có thể là nắm bắt được tâm lý khách hàng, làm sao và thậm chí các kiến thức về marketing, các kiến thức về 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 kinh doanh để chúng ta có thể là tiếp cận được với khách và ra đơn được. Cầm tay chỉ việc và liên tục Zoom, chương trình Zoom online, học online nhé các chị nhé. Học online ngày nào gần như là trong ngày từ sáng đến tối lúc nào cũng có Zoom. Các anh chị chỉ tranh thủ thời gian rảnh để khi nào mình sắp xếp được thì mình vào học và các cái chương trình mà mình chưa học thì học lại và các cái chương trình record nếu mà muốn nghe lại thì chúng ta sẽ nghe lại. Còn không chúng ta các chương trình học liên tục và hỗ trợ cho các anh chị rảnh là chúng ta có thể vào học và chúng ta có kiến thức. Vì ở đâu có một cái môi trường như vậy, môi trường Ropi rất là tuyệt vời các anh chị. Đấy, đào tạo và kiến thức về sản phẩm trực tiếp từ các nhà cung cấp và kỹ năng kinh doanh thực chiến của đối tác thành công và thậm chí là khi mà chúng ta học này học này chúng ta có kiến thức này thậm chí là có các cái chương trình gọi là home selling là đưa khách hàng vào ấy. Các anh chị có thể là mời khách vào nghe thế sau đó trực tiếp các nhà phát triển sản phẩm họ chia sẻ này các cái đối tác thành công ở đây họ chia sẻ này sau đó là chốt đơn cho các anh chị
Các anh chị chỉ cần đưa ví dụ như có sản phẩm nào đó, ví dụ khách là đang mất ngủ chẳng hạn đúng không ạ, đang mất ngủ hoặc là đang bị làm sao đó, thì chúng ta đưa vào cái Zoom đúng cái sản phẩm đó. Ví dụ như là đang mất ngủ thì đưa vào cái Zoom mà Sâm đó. Ví dụ như hôm nay thì cái Zoom rất là nhiều các sản phẩm là họ đang đào tạo, và rất là nhiều các đối tác của chúng ta đưa khách hàng vào đó nghe, và sau đó nghe nghe xong về về trực tiếp những nhà phát triển sản phẩm họ chia sẻ, và lúc đó là khách rất là thích rồi, khách đồng ý là mua mua tại trên Zoom luôn, và lúc đó chúng ta là người chỉ việc lên đơn hàng thôi. Như vậy là hỗ trợ cho các anh chị rất nhiều đúng không ạ? Đây các chương trình là không chỉ chúng ta học về về kinh doanh đâu, về đây này, ví dụ nha, cái chương trình này là tọa đàm về sức khỏe, canxi là gì, vai trò của canxi đối với sức khỏe của gia đình bạn này, hoặc là nghệ thuật chia sẻ câu chuyện chạm đến khách hàng từ best seller, những cái người mà đã thành công họ chia sẻ đấy, hoặc là chăm con nhàn tênh với sản phẩm của Let's Go. Đây là những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho các bé rất là tốt, mà các bé thèm ăn và ăn ngoan, ăn ăn khỏe và nhanh lớn. Thì đấy là những cái sản phẩm, ví dụ như các chị mà không chốt thì các chị đưa vào Zoom để nghe trực tiếp mà nhà BDB phát triển sản phẩm cũng như là các đối tác thành công họ chia sẻ để có thể chốt đơn cho các chị được đúng không ạ? Anh chị có thể bán được hàng nếu các chị chưa tự tin đúng không ạ? Thì nền tảng kinh doanh online với giải pháp là gì ạ? 4-0 đúng không ạ? Các chị nghe nghe này, xem này, nhìn này. Một là không cần phải bỏ vốn nhập hàng, và không phải nhập hàng thì nó không có phải tồn kho đúng không ạ? Không có tồn kho, và chúng ta không cần phải giao gửi hàng, và chúng ta không cần kinh nghiệm. Các anh chị vào đây, kể cả anh chị là một tờ giấy trắng chưa từng kinh doanh, các anh chị đang làm cái ngành nghề, ví dụ làm y tế, làm công an, làm bộ đội, làm công chức, làm giáo viên, làm công nhân, làm nông dân, để vào đây đều được hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn cho các anh chị để có một cái gần như cái gọi là một cái siêu thị online, một cái doanh nghiệp bỏ túi với một chiếc điện thoại thông minh, có nghĩa là cái mô hình vô cùng thông minh tinh gọn hàng đầu ở trên thế giới. Đây là mô hình mà tiên phong ở Việt Nam cũng như trên thế giới, và đang phát triển mạnh ra các cái nước ở trên thế giới đúng không ạ? Thì đây là Giang Thúy xin được chia sẻ một số các cái phần hoa hồng bán lẻ của một số các anh chị em đây nhé. Đây là những cái hoa hồng thực tế, ví dụ như bạn Thiên Nga 79 là 28 triệu, ví dụ như vậy, hoặc là bạn Trần Thị Hà này là 45 triệu, ví dụ như vậy, hoặc là anh Nhơn này là 48 triệu, và chị Minh Thùy là 57 triệu. Đây là những cái hoa hồng thực tế của những người mà đã đang đang kinh doanh tại Ropi, là những đối tác của Ropi đấy ạ. Đây là cắt ra thôi nhé các anh chị nhé, không chứ không, số liệu này hoàn toàn có thật anh chị nhá. Và nhận thù lao huấn luyện và đào tạo nếu như các anh chị đã bán lẻ hoa hồng rất cao rồi đúng không ạ? 30 đến 45% đúng không ạ? Là hoa hồng rất cao, các anh chị chỉ cần bán được một con robot, ví dụ như một con robot mà hơn 10 triệu thôi, thì các anh chị đã có hoa hồng là hơn 3 triệu rồi đúng không ạ? Và hôm qua thì có một trong team đăng ký có một người là chốt được một cái máy rửa chén là 27 triệu 900 đúng không ạ? Và một con robot, thì là cái hoa hồng của bạn ấy là trong một ngày thôi, bạn ấy đã tiếp cận được với khách và đã tư vấn được cho khách là chỉ cần bán một cái máy rửa chén, một con robot là đã có hoa hồng bán lẻ là hơn 10 triệu rồi. Hơn 10 triệu rồi, đấy là hoàn toàn có thật các anh chị nhé. Hoàn toàn là những người có thật, và lát nữa thì Giang Thế chia sẻ được các anh chị thấy được rõ hơn nhé. Và khi mà các anh chị đã vào đây, các anh chị xong các anh chị lại hỗ trợ cái kết quả kinh doanh của anh chị cao lên, và các anh chị hỗ trợ cho các cái đồng đội của mình, sau đó có cái kết quả cao lên, thì các anh chị sẽ được nhận cái thù lao là huấn luyện và đào tạo từ 6%, 9% đến 12% nữa, là ngoài hoa hồng bán lẻ đấy. Là nếu các anh chị làm tốt, các anh chị có kết quả kinh doanh tốt, thì các anh chị sẽ được nhận thù lao huấn luyện và đào tạo từ công ty để chúng ta có gì hỗ trợ cho kinh doanh để tăng cái thu nhập thêm. Thì đó là những cái điều mà vô cùng tuyệt vời của mô hình của chúng ta đúng không ạ? Và quyền lợi khi hợp tác cùng với Ropi các anh chị nhé, là chúng ta được sở hữu hệ thống ứng dụng quản lý kinh doanh đúng không ạ, sở hữu website affiliate bán hàng hoàn chỉnh, và được học marketing online, kỹ năng bán hàng cùng chuyên gia, và được chuyển giao công nghệ bán hàng kinh doanh, và chúng ta không tồn kho, không sợ phá giá, và không chịu rủi ro về pháp lý. Công ty là đứng ra gì ạ, hợp tác với gần 100 nhà 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 cung cấp, nhà phát triển sản phẩm ấy,
để chúng ta có gần 2.000 mặt hàng và các giấy tờ về pháp lý là công ty Robi chịu trách nhiệm. Và khi chúng ta là đối tác với Robi là chúng ta có hợp đồng điện tử với Robi, là Robi hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, và trong mỗi đơn hàng của chúng ta đều có gì ạ, có giấy cam kết về chất lượng, đảm bảo chất lượng. Nếu như không 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 đảm bảo chất lượng thì cam kết là sẽ đền 200%. Nhưng mà từ khi Giang Thiết vào Robi đến hiện nay là chưa có một cái đơn hàng nào của đối tác nào, của khách hàng nào mà phát hiện ra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cho nên về chất lượng các anh chị hoàn toàn yên tâm và chúng ta không phải lo, bởi vì ở đây bán giá là giá niêm yết của công ty. Và tất bất kỳ một sản phẩm nào ở ngoài thị trường nếu mà bán phá giá, nếu anh chị nào đối tác bán phá giá thì sẽ bị cắt mã đại lý. Cho nên là chúng ta có quyền kinh doanh bình đẳng với nhau, chứ không phải là ví dụ như nhập hàng về các anh chị có thể bán online, nhưng các anh chị ví dụ như ở đây một cái sản phẩm anh chị bán 10.000 nhưng người khác lại bán 12.000 hoặc người khác lại bán 8.000, thì như vậy là những ai mà giảm giá đi nhiều là sẽ gì ạ, là sẽ cạnh tranh với nhau, và thường là họ sẽ là cái đối thủ của nhau, là cạnh tranh và không thích nhau. Nhưng mà với Shopee là chúng ta cái giá đã được quy định niêm yết rồi, cho nên là không có bán phá giá và không chịu rủi ro. Quan trọng nhất là khi mà chúng ta đi kinh doanh đã không phải bỏ vốn rồi đúng không ạ, lại sở hữu một cái siêu thị online rất lớn rồi mà chúng ta lại không có tồn kho, chúng ta nên có đơn là chúng ta lên đơn và sau đó thì chúng ta chốt đơn và công ty gửi cho khách thôi, chúng ta không bị tồn kho. Chứ nếu như mà Giang Thế nhớ là cách đây là hơn 2 năm trước là Giang Thế cũng có nhập một ít hàng về, sau đó là mình bị tồn kho, bởi vì là khi mình nhập cái số lớn để lấy cái chiết khấu cao ấy, thì khi mà mình chuyển cho khách rồi khách không dùng hết thì sau đại lý không không nhập hết, và sau còn lại là nó hết hạn, lúc đấy thì sao, chúng ta là người chịu trách nhiệm đúng không ạ, chúng ta chịu trách nhiệm bởi vì tồn kho đó là phải chịu trách nhiệm, chúng ta phải kiểm kê hàng rất là vất vả đúng không? Ở đây thì cứ có đơn là lên đơn thôi và không sợ bán phá giá, không chịu rủi ro về pháp lý. Đây là những cái điều mà tuyệt vời các anh chị, khi mà đã tham gia chúng ta là quyền lợi hợp tác cùng với Robi thì các anh chị thấy tuyệt vời không? Và Robi cam kết là luôn luôn đồng hành, luôn luôn lắng nghe và không ngừng nâng cấp về hệ thống để hỗ trợ cho các anh chị có một cái doanh nghiệp thông minh tinh gọn. Và Giang Thía xin phép nhé, xin phép được chia sẻ màn hình để các anh chị có thể thấy một cái app ở trên điện thoại để các anh chị demo cho các anh chị xem nhé. Nhờ host sẽ chia 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 co host cho một cái tài khoản Giang Thía nữa nhé, để Giang Thía chia sẻ màn hình ở trên điện thoại đấy. Nhờ host chia co host hội Giang Thía đấy. Nhờ hot. Chị ơi, cái điện thoại chị giơ tay lên hộ em ạ. À? Được chưa? Mọi người chờ đăng ký một xíu nhé. Được chưa? Được rồi ấy chị ạ. Rồi. Giang Thế sẽ stop xe này đi đã. Anh chị chờ một xíu nhé. Sao không được nhỉ? Chưa có hot chưa? Chia cả hai rồi ạ. Trẻ con gì? Rồi rồi. Rồi đấy chị ơi. Rồi rồi, ok. Ở đây nhé, mọi người thấy cái điện thoại của Giang Thí ở đây đúng không ạ? Đây, cái Ropi đây, cái app của Ropi mọi người có thể nhìn rõ không ạ? Nhìn rõ chưa ạ? Đây là Ropi nhé, Giang Thí sẽ chạm vào này. Đây là cái app này. Mọi người thấy này, đây là cái trang chủ nhé. Đây Giang Thí đang đưa về trang chủ này. Trang chủ, đây đang đang về xếp hạng. Đây là trang chủ mọi người đây. Đấy là 1 phút trước này, có bạn Lê Thị Vui vừa lên đơn là 2.920.000 này. 1 phút trước là bạn Phạm Thị Hương là 13.900 này. 1 phút trước là bạn Nguyễn Thị Chiên này. Nguyễn Thị Chiên là đơn hàng 495.000. 2 phút trước là bạn Phạm Văn Việt là vừa gia nhập
cộng đồng đối tác, vừa mới bạn này bạn 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 Việt này vừa trở thành đối tác của Ruby đấy, gia nhập cộng đồng đối tác đấy. Hồ Sĩ Hưng, bạn Hồ Sĩ Hưng là có đơn là 520.000, và bạn Nguyễn Thị Thủy là có đơn là 33.900.000 đồng. Anh chị thấy chưa? Đơn 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 nào mà to thì lại có thấy là hãy chúc, hãy cùng thả like để chúc mừng nào đấy. Như ai mà có đơn to thì lại có cái dòng như vậy, đúng không ạ? Mọi người thấy không ạ? Có rất là thông minh, rất là tiện lợi. Và vừa 4 phút trước đây này, 3 phút trước, 4 phút trước, 1 phút trước, 2 phút trước, gần như là 24/7 là luôn luôn là có đơn hàng. Các anh chị nhé, nếu mà rảnh là các anh chị nhìn vào đây là có động lực để chúng ta có thể bán hàng này. Mọi người bán hàng rất giỏi này. Đây, và xếp hạng đây, đăng ký vào cái bảng xếp hạng nhé. Đây là cái xếp hạng này là xếp hạng tháng này này. Cái bạn Hải Vân này, hôm nay là 19 đúng không ạ? Bạn Hải Vân là bạn ấy đang có một cái đơn, bạn đứng thứ nhất là 253,7 triệu. Và bạn Phạm Thanh Hà là bạn ấy có cái đơn là 228 triệu. Và đấy là thứ ba, còn bạn thứ hai là bạn Hoa là 244,3 triệu. Đấy là xếp hạng đấy. Còn tiếp tục là thứ ba là thứ tư sẽ là bạn Vũ Hải Anh là 192 triệu. Đúng không ạ? Rồi đấy, bạn Đoàn Thị Khanh là 179 triệu. Đấy là xếp hạng hạng tháng nhé, tuần đây. Tuần tuần thì cũng cao nhất là bạn Anh là 192 triệu. 100 và ngày đây, ngày là bạn Hải Anh là 192 triệu. Giang thế vừa lúc mà vào lúc tối thì mới có bạn nào đấy là có ba mấy triệu thôi, và bây giờ đã nhảy lên là một ngày đấy, một ngày mà bạn Hải Anh này, bạn 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 Anh này, bạn ấy đã có một cái doanh số bán hàng là 192,5 triệu đồng. Mọi người thấy không? Đấy, xếp hạng. Và cho các chương trình khuyến mại đây. Đấy, các chương trình khuyến mại ví dụ như là robot hút bụi lau nhà là đang khuyến mại đây này, hoặc là các cái sản phẩm đang khuyến mại đang đưa lên đây, mọi người thấy không? Đấy, đây đây là những cái mà cái phần khuyến mại nhá. Thế còn về sản phẩm các anh chị đây, đang khi đưa về cái phần sản phẩm có 2.000 sản phẩm, các anh chị tha hồ lựa chọn bán gì cũng được, cái gì cũng có. Ví dụ như sữa bột là phát triển chiều cao và trí não là 430.000, chiết khấu là 35,5%. Anh chị nhìn rõ không ạ? Rõ thì mình có thể comment lên nhé. Và với thực phẩm bổ sung về dinh dưỡng cho trẻ, sức đề kháng cho trẻ là NetGo là 298.000 đồng và chiết khấu 35,5%. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Nhìn rõ đấy, rất là công khai, rất là minh bạch đúng không ạ? Mình thích cái sản phẩm nào, mình thích khách của mình là khách gì, cái sữa này đây có cả sữa cho trẻ em, sữa cho người tiểu đường, rồi sữa bà bầu, sữa canxi, sữa nghệ, tất tần tật, rồi kem chống nắng đây, tất cả đây mọi người thấy là, rồi chai xịt là tối ưu để phát triển chiều cao cho trẻ. Những cái sản phẩm ở đây vô cùng là hiệu quả các anh chị nhé, vô cùng hiệu quả, khách chỉ cần dùng một lần là đã thấy sự khác biệt rồi. Và các anh chị yên tâm là chỉ một lần là mình tiếp cận với khách là mình sẽ chinh phục được họ, sẽ trở thành khách hàng trung thành của mình, và họ mua lại cái sản phẩm đó, và sau đó chúng ta lại tiếp cận lại có thể các cái sản phẩm khác nữa đúng không ạ? Đấy, đây tất cả đều có họ đây hết. Và không có nhiều thời gian để Giang phía xin được chia sẻ đây, lướt nhanh cho anh chị thấy nhé, đây là hoàn toàn có thật luôn này. Và đơn hàng đây, đơn hàng đây có một cái đơn hàng đây, có một cái đơn hàng là Giang phía này lên đơn ngày 17 tháng 12, và hôm nay là ngày hoàn thành đây này. Cái đơn hàng này là 780.000, là lên đơn từ ngày 17 đúng không ạ, là hôm thứ bảy, và hôm nay là ngày thứ hai thì đã nhận hàng rồi đấy. Đấy, các cái đơn này là Giang phía đã lên lên đơn đây, và đã khách rồi, đã nhận hàng, và có cái thông báo này rất hay này các anh chị này. Đấy, ví dụ như là cái đơn hàng mà vừa thành công á, các anh chị thấy này, đơn hàng thì 2 ngày trước là đơn hàng đó đã đang được giao, là đơn hàng của Nguyễn Thị Thủy đã được đóng gói và bắt đầu vận chuyển. Hãy liên hệ với khách hàng để nhắc nhở việc nhận hàng bạn nhé, đúng không ạ? Và hôm nay khi mà hoàn thành thì trên app nhắc này, đơn hàng giao thành công và chúc mừng bạn đã nhận được 252,778 đồng hoa hồng, và hãy liên hệ để chăm sóc và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm bạn nhé, đúng không ạ? Đấy, các chị thấy có tuyệt vời không ạ? Có thông minh không ạ? Và dòng trên này là đơn hàng này, sản phẩm này, khách hàng này, khuyến mại này, kinh doanh và cập nhật, liên tục có những cái thông báo như các anh chị hoàn toàn có thể ở trong cái app thôi, vô cùng thông minh, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và thông tin cá nhân đây thì Giang Thía
Xin được chia sẻ với anh chị đây nhé. Và Giang Thị giới thiệu là họ tên đầy đủ là Giang Thị Thía, đúng không ạ? Giang Thị Thía. Và thông tin về tài khoản của mình này, thông tin về thanh toán này, thông tin cá nhân này, và hợp đồng hợp tác, hợp đồng đó, hợp đồng với hợp đồng điện tử các anh chị. Nếu các anh chị làm đối tác thì các anh chị cũng được như vậy, đúng không ạ? Thông tin để thanh toán, để chúng ta, để công ty sẽ chuyển khoản vào ngân hàng của cho chúng ta, và các thông tin cá nhân của chúng ta là phải cập nhật cả căn cước công dân, rồi các cái thông tin của mình, hình ảnh của mình, khuôn mặt của mình, đấy, các giấy tờ liên quan. Cái hợp đồng thì chúng ta phải ký ở trên điện tử, thì anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Và cái việc lên đơn thì nó cũng vô cùng dễ dàng anh chị nhé. Ví dụ rằng thì sẽ bấm lên đơn một cái sản phẩm này, ví dụ nhé, sản phẩm này là 390 ngàn này. Khi mà chúng ta thấy này, chúng ta rất là hiểu rất rõ này về tài liệu, là chúng ta sẽ vào phần tài liệu, nó sẽ có tài liệu, có bài viết bán hàng các thứ này, các hình ảnh này, đấy, bài viết bán hàng này, feedback của khách hàng này, hình ảnh này, các hình ảnh về sản phẩm này, video về sản phẩm này, tất cả cái này sẽ có hết. Các anh chị cứ vào đó, các anh chị tải về và hỗ trợ được cho khách rồi và đăng bài thôi, đúng không ạ? Quá tuyệt vời không ạ? Rồi, cứ vào lại. Đấy, và sau kể cả là mô tả về sản phẩm này, đây là sản phẩm này sẽ được mô tả xem thêm này, anh chị thấy này. Đấy, các anh chị nhìn thấy chưa? Rất là rõ. Các anh chị chỉ bấm vào cái chỗ phần mô tả sản phẩm, nó có cái hình quyển vở đấy, cái hình quyển vở, cái anh chị cần bấm tay vào đó là copy được cả một cái bài dài này, sau đó là mình post trên Facebook hoặc Zalo hoặc là gửi cho khách nhé, là đầy đủ này. Và đây có các nhận xét đánh giá này, 5 sao, 5 sao phải không ạ? Đấy, anh chị thấy không? Đấy, nó rất là vô cùng tiện lợi. Các anh chị là sở hữu một cái doanh nghiệp bỏ túi, vô cùng thông minh, vô cùng tiện lợi, và từng sản phẩm là chiết khấu bao nhiêu như thế nào đấy, đúng không? Các anh chị thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời đúng không? Và anh chị muốn lên đơn nhá, muốn lên đơn thì bấm vào giỏ hàng này, chọn kho hàng này, ví dụ như Giang Thi ở Hà Nội thì rồi lát nữa Giang Thi sẽ chia sẻ nhá, một chút nữa thôi. Ví dụ như Giang Thi sẽ chọn kho Hà Nội nhé, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Số lượng đơn hàng là một này, và sau đó thì chúng ta sẽ thêm vào giỏ hàng này, ví dụ như vậy nhé, là chọn kho hàng đây, kho Hà Nội này, không, thêm vào giỏ này, ví dụ như vậy này. Thì trên giỏ này nó sẽ đánh cái số 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 giỏ trên giỏ này nhá, vào đây này, sau đấy là chúng ta sẽ, đây là những cái sản phẩm này đấy, mình có thể lên đơn này, ví dụ như cái sản phẩm này mình có thể lên đơn này, làm tiến lên thử cho anh chị em xem nhé, tạo đơn hàng này đúng không, kho hàng đây rồi, và hình thức vận chuyển này, hình thức kho hàng, thông tin khách hàng nhá, ví dụ như là đây Giang Tiết thì chọn một cái địa chỉ này nhá. Bom hàng à? Bom hàng, bom bom hàng thì Giang Tiết chưa thấy ai bị bom hàng cả. Đây ra, ví dụ mình chọn là ra hàng tiết kiệm này, phí ra hàng, ví dụ như là chúng ta có đơn hàng lớn thì là mình chịu phí, và đơn hàng nhỏ thì khách chịu phí nhé. Ví dụ như cái đơn hàng này mình cho là khách chịu phí nhá. Đấy, thanh toán bằng tiền mặt hoặc là chuyển khoản, thì ví dụ thanh toán bằng tiền mặt nhá. Đấy, sau đấy xong hết rồi mình tạo đơn hàng này, chúc mừng Giang Thị Thía đã tạo đơn hàng thành công. Tuyệt vời không ạ? Và bây giờ Giang Thị chỉ cần bấm nút vào yêu cầu ra hàng là công ty sáng mai sẽ vận chuyển đơn hàng này đến cho khách, đúng không ạ? Có tuyệt vời không ạ? Các chị có thể là comment nhé. Và đây thì đấy, nếu mà mình yêu cầu ra hàng thì đã sẽ là như vậy. Nhưng ở đây thì Giang Thí sẽ lên đơn như vậy để demo cho các anh chị ngắm thôi, để mình xem thôi, đúng không ạ? Thì các anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Và đây Giang Thí sẽ cho các anh chị xem. Đây là mình vào Facebook nhé, mình đang 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 vào Facebook trang chính của Giang Thí, và Giang Thí sẽ vào cái trang cộng đồng kinh doanh thông minh online cùng với Dropy đây này. Các anh chị nhìn thấy số thành viên chưa ạ? Đây là một cái nhóm riêng tư nhé. Riêng tư là 89,2k thành viên, là gần gần 100.000 thành viên rồi các anh chị nhé. Đây là những đối tác của Dropy này, ở trong đây là những cái phần mà chia sẻ về về những cái thông tin, những thông tin quan trọng của công ty này đấy, cũng như là của các cộng đồng các anh chị em mà thành công là được vinh danh đây này đấy, chứng nhận cho các cái đối tác của chúng ta thành công đó, được vinh danh lên đây và chúc mừng nhau, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây là chúc mừng và dành cho những cho nhau những lời chúc vô cùng tuyệt vời luôn đúng không ạ? Ví dụ như cái bài này lên đến một gần 1.000 like đúng không ạ? Xin cảm ơn các chị em nhé. Giang Thiên sẽ tắt phần chia sẻ đây, mọi người đã hiểu được chưa ạ? Cái app vô cùng thông minh tuyệt vời chưa? Giang Thiên có thể dừng cái phần chia sẻ đây nhé. Để tiếp tục, chúng ta tiếp tục cái phần mà các anh chị quan tâm đúng không ạ?
Rồi, tôi thì sẽ dừng phần này nhé. Rồi ra thì tiếp tục chia sẻ, tiếp tục chia sẻ với các anh chị tiếp theo nhé. Các anh chị sẽ cố chờ một chút nữa thôi, sắp xong rồi. Còn xíu nữa là xong. Thì Dopi sẽ luôn luôn gì ạ? Luôn luôn đồng hành, luôn luôn lắng nghe và không ngừng nâng cấp hệ thống để hỗ trợ các anh chị. Các anh chị thấy rồi, một cái app vô cùng thông minh, vô cùng tuyệt vời. Đơn hàng của ai mọi người cập nhật như thế, mình có năng lượng để mình người ta bán được đơn hàng mấy chục triệu như thế, một tuần người ta bán đã được, ngày hôm nay đấy là các bạn đã được bao nhiêu tiền rồi, và một một tuần là bao nhiêu, và một tháng, trong tháng hôm nay mới là ngày bao nhiêu mà bạn ấy đã được hơn 200 triệu rồi. Đó là những người mà người ta rất là mê cái mô hình này, và họ họ rất là thành công rồi. Còn chúng ta mới thì chúng ta tiếp tục được học này, được học, được cầm tay chỉ việc một một này, và chúng ta sẽ từng bước sẽ được thành công anh chị nhá. Ở đây thì không biết là các anh chị đã hào hứng để hợp tác cùng với lại Dopi chưa ạ? Chúng ta sẽ được gì ạ? Sẽ được học cái khóa học là hướng dẫn kinh doanh online từ cơ bản đến nâng cao của Dopi. Là các anh chị sẽ được học gì ạ? Chiến lược, tư duy nền tảng và bản đồ chiến lược trong kinh doanh online. Và buổi thứ hai là chúng ta sẽ được học về marketing, chiến lược marketing đúng, xây dựng marketing đa kênh, giải pháp data center. Và buổi thứ ba là sản phẩm, chiến lược lựa chọn sản phẩm và xây dựng phễu sản phẩm giá trị. Và buổi thứ tư là bán hàng, là bí quyết tạo doanh số bền vững trong kinh doanh online. Và buổi thứ năm là tối ưu đơn hàng bằng thương hiệu cá nhân trên social, có nghĩa là trên mạng xã hội đó. Và buổi thứ năm là phương pháp xây dựng kinh doanh đột phá trên internet. Sáu cái buổi học này chúng ta được học từ gì, kiến thức nền tảng đến kiến thức nâng cao. Thì các anh chị có mong muốn được trở thành đối tác của Dropin không ạ? Nếu mà mong muốn, rất là mong muốn rồi, chúng ta không cần phải bỏ vốn nhập hàng này, không phải đóng gói ship hàng này, chúng ta không có tồn kho và chúng ta không có kinh nghiệm, không cần kinh nghiệm, nhưng chúng ta lại có thể kinh doanh thành công như các anh chị mà Giang Thi đã chia sẻ đó. Những cái hoa hồng mà mọi người Giang Thi chia sẻ trên màn hình là hoàn toàn thực tế. Thì các anh chị mong muốn thì các anh chị sẽ để lại họ, tên và bốn số cuối của điện thoại. Không, chúng ta không không để đầy đủ nhé, mà chúng ta để bốn số cuối của điện thoại, ví dụ như là Nguyễn Văn Mạnh này, bốn số cuối là 789 này, 10 này, ví dụ như vậy. 678, 6789, ví dụ như vậy. Thì chúng ta hãy để lại họ, tên và số bốn số điện thoại, bốn số cuối, và hãy liên hệ với cái người mà hỗ trợ đưa anh chị vào Zoom này để chúng ta được được hỗ trợ để trở thành gì ạ? Cộng tác viên, trở thành đại lý đối tác của Ropi để chúng ta kinh doanh thành công, kinh doanh online thành công cùng với Ropi, cùng với một cái cộng đồng kinh doanh trên 80.000 người đang đang hợp tác cùng với Ropi. Anh chị nhìn thấy cộng đồng kinh doanh online thông minh mà Giang Ký chia sẻ đấy là cái nhóm riêng tư, và hiện tại đã có trên 80.000 người ở trong đó. Họ đã hợp tác và họ đã thành công. Họ đã có những thu nhập từ ít đến nhiều, từ 5 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu và hàng trăm triệu cũng có, tùy thuộc vào cái sự cố gắng của các anh chị. Vì tất cả đã hỗ trợ cho các anh chị rồi, còn thành công được hay không là nhờ 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 cái chính chúng ta, là có sự quyết tâm và chúng ta luôn luôn nghiêm túc với việc học tập. Và Ropi cũng chỉ là hỗ trợ cho những người thực sự là nghiêm túc, thực sự là cần một cái công việc kinh doanh, mà nếu như ở bên ngoài kia chúng ta phải mở cửa hàng hoặc chúng ta tự đi kinh doanh online thì chúng ta tốn rất nhiều thời gian, chúng ta không có thời gian, chúng ta không có tiền để nhập hàng. Và Giang Thí đã gặp rất rất nhiều người mà ví dụ như làm công nhân hoặc là các bạn làm y tế, mà sau đó các bạn ấy cũng cũng đăng bài bán hàng, nhưng mà sau đó các bạn phải nhập hàng về, các bạn ấy sau cái giờ làm đó các bạn phải đi ship. Và rất nhiều các bạn mà rất là khổ, mà Giang Thí thấy rằng Giang Thí cũng đã hỗ trợ được một số các bạn, là khi mà trời nắng ở miền miền Bắc này, các bạn biết là miền Bắc này là nếu mà nắng thì nắng nắng kinh khủng lên tầm 42 43 độ, mà các bạn ấy phải ở ngoài đường, phải mặc áo chống nắng, sau đó đi buổi trưa, bởi vì là mình phải tranh thủ thời gian rảnh để mình đi ship hàng, phải không ạ? Đã nhập hàng bán hàng phải đi ship hàng cho khách, và gần như là nắng như vậy mà cứ chạy chạy ngoài đường để đi ship hàng. Hoặc như hiện tại ở ngoài Bắc là có những buổi, trong cái mùa mùa Bắc miền Bắc mùa này thì có thể sẽ vài hôm nữa sang tháng 1 nó có thể là dưới 7 7 8 độ C. Nếu như
chúng ta không có kết hợp với lại mô hình kinh doanh online thì chúng ta phải đi ship hàng, thì chúng ta phải gì ạ, phải trực tiếp là mặc áo ấm đi xe máy ví dụ như vậy, hoặc xe đạp, hoặc là một cái phương tiện nào đó để có thể là đi ship hàng, thì rất là vất vả, rất khổ đúng không ạ? Nhưng mà cái mô hình kinh doanh online như thế vậy rất là tuyệt vời. Ra khi bận rộn rất là nhiều công việc nhưng mà mình gần như là mình thấy mình ở trong nhà thôi, ấm rét như này là mình được ở trong nhà, mình tiếp cận với khách đúng không ạ? Thời gian rảnh là mình ở nhà mình có thể tiếp cận được khách, và chúng ta được đào tạo như thế này. Thì các anh chị có thể comment lên nhé là cái số số người mà đăng ký, sau đó thì ban tổ chức sẽ thống kê lại để liên hệ với các anh chị, và các anh chị sẽ liên hệ với người hướng dẫn hỗ trợ các anh chị vào đây để các anh chị có thể trở thành đối tác. Và các anh chị lắng nghe này, điều kiện để trở thành cộng tác viên hay là đại lý, là đối tác của Ropi thì sẽ có cái điều kiện gì? Thì Giang Thiếu chia sẻ với chị trên màn hình này nhé, chúng ta có khóa học là hướng dẫn kinh doanh online từ cơ bản đến nâng cao của Ropi là 6 buổi, 6 buổi học này nhé. Nếu như mà chúng ta đi học thì các anh chị thấy thế nào ạ? Các con của anh chị đi học thì sao? Chúng ta ở đây tham gia đều có, chắc Giang Thiếu tin một cái điều rằng là chúng ta cũng là những người lớn rồi, thậm chí là có nhiều người cũng cao tuổi, và những người chúng ta có con có cháu là đi học chúng ta biết rồi, các cháu đi học từ lớp 1 đến lớp 12 rồi, chúng ta có kiến thức cơ bản đúng không ạ? Sau đó là muốn đi làm công việc ổn định, có một cái công việc ví dụ như là công chức chẳng hạn, thì chúng ta phải sau 12 năm năm đấy phải học 4 năm liền, học đại học 4 năm liền, thậm chí là có nhiều gia đình là học cho học thạc sĩ luôn. Ví dụ như như Giang Tiến là học xong đại học là mình đi học thạc sĩ ngay, là thạc sĩ ngay là sớm nhất ở trong huyện Thanh Miện, Giang Tiến ở huyện Thanh Miện nhé, tỉnh Hải Dương, là gần như là mình về là một trong những thạc sĩ đầu tiên của huyện. Lúc đó là chưa có phong trào đi học thạc sĩ, nhưng mà Giang Tiến sau khi học xong là mình đã học thạc sĩ, sau đó mình mới về làm công chức. Thì anh chị nhân lên nó tốn bao nhiêu tiền đâu ạ? Sau đó là chúng ta mới đi làm một cái công việc mà sau 20 năm, là gần 20 năm mà mình với mức lương là 10 triệu. Thì ở đây chúng ta thấy hoa hồng của mọi người rồi nhé, thì phải đi học đúng không ạ? Không có cái gì mà tự nhiên mà thành công được hết. Thì chúng ta đi học và đi học với khóa học này, và Giang Thí xin chia sẻ, nếu như cái khóa học này bình thường các chị gì ạ, có vài chục triệu cũng không có những khóa học mà đào tạo gọi như cầm tay chỉ việc, những kiến thức mà rất là gần gũi, rất là thân thiết, rất là cần thiết cho các anh chị để các anh chị làm luôn ấy. Thì cái khóa học đó nó rất là cao, nhưng mà hiện nay hôm nay bình thường cái giá là nó sẽ là 3 triệu, nhưng mà hôm nay Giang Thí chia sẻ và những anh chị đang có mặt phòng Zoom, thì cái buổi hôm nay ai mà đăng ký để lại và họ tên và số điện thoại đăng ký làm cộng tác viên nhé, thì các chị có thể ghi là họ tên này, chú cộng tác viên là CTV này, sau đến số điện thoại này, bốn số cuối thôi, chỉ cần bốn số cuối thôi, thì các anh chị sẽ được ưu ái là khóa học này chỉ có 599 ngàn thôi. 599 ngàn mà chúng ta lại có được gì ạ? Được là trở thành cộng tác viên, mà chúng ta có hoa hồng. Nếu mà cộng tác viên thì chúng ta sẽ được được học này, sau đó là được bán hàng và được chiết khấu từ 15 đến 20, 25 đến 30%. Đấy là cộng tác viên đúng không ạ? Thì chúng ta được chiết khấu là như vậy. Và nếu như 599 ngàn đúng không ạ? 599 ngàn thì các anh chị xem là nếu mà chúng ta có thể bán bất kỳ một cái sản phẩm nào, kể cả các anh chị mà cộng tác viên nhé, các chị có thể bán một cái máy pi mà Giang Thế chia sẻ là giá 95 triệu ấy. Quên, vừa nãy màn hình Giang Thế không chia sẻ là tìm cái máy pi đó để các anh chị thấy là đúng cái máy pi đó, và cái máy đắt nhất là 95 triệu mà chúng ta lại không phải bỏ vốn nhập hàng đúng không ạ? Bây giờ ví dụ như là các anh chị là có 599.000, bây giờ đi đâu để có thể bán được cái sản phẩm là đến 1 triệu không ạ? Mình có thể nhập hàng để bán 1 triệu không ạ? Không có. Thế nhưng mà có 599 ngàn thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể được sở hữu gần 2.000 sản phẩm để có thể tiếp cận với khách, và cái chiết khấu hoa hồng là từ 15 đến 20, 25% thôi. Thì đã quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đã là quá tuyệt vời, là cái giải pháp vô cùng tuyệt vời cho các anh chị rồi đúng không ạ? Chỉ với 599.000 mà chúng ta được học vô cùng nhiều các kiến thức, ngày nào cũng có từ sáng đến tối, từ 5 giờ sáng đã có những buổi Zoom chia sẻ và chia sẻ online, các chị không phải đi đâu cả, không phải khăn gói quả mướp, không phải chuẩn bị về kinh tế, không phải chuẩn bị về phương tiện để chúng ta đi đâu học cả, mà chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại, có thể ở nhà thôi, có thể là vừa trông con, hoặc là có thể là ở nhà mình vẫn dọn dẹp nhưng mình vẫn học được đấy, vẫn học được các kiến thức, mà sau đó thì mình có thể là kinh doanh được. Bạn bạn gì bạn Phương, bạn đang 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 vẽ lên màn hình nhá,
Và có một cái nữa là nếu như các anh chị mà muốn, đây là mức ở mức là cộng tác viên nhé. Và có một cách nữa là các anh chị, nếu các anh chị mà muốn phát triển hơn nữa, thành công hơn nữa và hoa hồng cao hơn nữa thì các anh chị sẽ trở thành đại lý, là đối tác của Ropi. Là đối tác của Ropi thì sao? À, các anh chị sẽ được hoa hồng cao hơn. Là cao hơn có nghĩa là từ 30 đến 45% như Giang sẽ chia sẻ đấy, vừa vừa chia sẻ màn hình đấy, thì sẽ được chiết khấu hoa hồng cao hơn, và các anh chị sẽ có cái đường link affiliate để các anh chị có thể là bán hàng, đúng không ạ? Và cũng anh chị có thể là mở rộng cái kênh phân phối, mình chia sẻ cơ hội để cho những người khác. Thì đó là mình sẽ quyền lợi của đại lý, là đối tác ấy. Thì với quyền lợi của đối tác, của đại lý, thì chúng ta cần phải có cái sự cam kết, phải có cái gọi là cái đặt cọc ấy. Đặt cọc chỉ là 2,5 triệu thôi, 2,5 triệu, nhưng cái số tiền này các anh chị đặt cọc ở đây để các anh chị có cái thái độ đúng, làm việc nghiêm túc với Ropi, là để nghiêm túc trong việc kinh doanh của mình. Chứ 2,5 triệu là nếu như các anh chị vì một lý do nào đó các anh chị không làm nữa, các anh chị nói rằng là em không phù hợp, hoặc là em dừng em đi làm cái việc khác, em không thấy phù hợp với mô hình này nữa, thì lập tức là công ty sẽ trả lại, các anh chị làm đơn và công ty sẽ chỉ gửi mail vào công ty, và công ty sẽ gửi lại cho các anh chị 2,5 triệu. 2,5 triệu này chỉ là cái sự cam kết với cái sự nghiêm túc của các anh chị thôi. Và các anh chị vừa nãy là các anh chị có comment lên trên chat đấy, là nếu như chúng ta không có sự cam kết như vậy thì có thể là có rất là nhiều người, người ta vào đây người ta cũng không có phải mất gì, đúng không ạ? Chúng ta không phải mất tiền học, không phải mất cái tiền cam kết là để làm việc nghiêm túc, thì ai vào cũng vậy, ai cũng vào cái app là đã tự mua hàng thì chúng ta bán với ai ạ? Chúng ta không bán với ai được, đúng không ạ? Đây là phân biệt giữa đối tác và giữa đại lý đối tác và cũng như cộng tác viên với khách hàng. Chúng ta phải có như vậy, và chúng ta phải nghiêm túc như vậy, chúng ta học tập như vậy, chúng ta có kiến thức như vậy thì chúng ta mới bán hàng được cho khách, và chúng ta phân biệt giữa khách hàng và cộng tác viên cũng như là đại lý, đúng không ạ? Thì các anh chị là, nếu các anh chị đã đăng ký là cộng tác viên thì anh chị ghi là họ tên, cộng tác viên là CTV, sau đó điện thoại 4 số cuối, đúng không ạ? Còn nếu các anh chị đăng ký làm đại lý thì họ tên và chữ DL là đại lý ấy, và bộ điện thoại 4 số cuối, và các anh chị nhớ là số tiền này là các anh chị sẽ gửi đúng vào công ty đại liền, không phải là một cái tài khoản cá nhân nào hết, đúng không ạ? Đây là cái tài khoản của công ty, và Giang Thiết chia sẻ cái app thì anh chị biết rồi, chúng ta vào đây chúng ta làm nghiêm túc và chúng ta có hợp đồng hẳn hoi, đúng không ạ? Có tài khoản cá nhân, có các cái thông tin cá nhân đầy đủ, và chúng ta phải chụp, chúng ta phải up lên trên đó, chứ không phải là tự nhiên vào đây. Là nếu mà không có sự cam kết như vậy thì chắc chắn một điều là các anh chị sẽ gì ạ? Các anh chị sẽ không có cái sự cam kết như vậy, thì ai cũng vào có thể bán hàng được, hoặc có một đối tác nào đó, có những cái người mà họ họ cứ tự lên đơn, họ lên đơn liên tục và công ty gửi đi, thì làm gì có cái việc là bom hàng ấy, thì công ty lấy tiền ở đâu ra để chi trả, đúng không ạ? Thì đó là những cái cam kết của công ty là sẽ hỗ trợ cho các anh chị và có giải pháp công nghệ và sẽ cầm tay chỉ việc cho các anh chị, thì các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm, đúng không ạ? Anh chị có thể là có những cái thắc mắc gì thì Giang Tiến sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Và ở đây thì đã rất rất nhiều người ở các ngành nghề khác nhau đã thành công và họ rất là hạnh phúc, họ gần như là các anh chị là có cái đổi đời, ví dụ như vậy, có rất là nhiều người như vậy. Và đối với Giang Thế thì đây cũng là một cái bước ngoặt, gọi là mình luôn luôn khẳng định, và mọi người có thể là tìm hiểu Facebook của Giang Thế chỉ có chữ Giang Thế thôi, và cái tên cũng rất lạ và cái họ cũng rất lạ, cho nên nó sẽ không có người nào Giang Thế khác đâu, cho nên là mọi người có thể vào Facebook sau đó là tìm chữ Giang Thế thì mọi người sẽ thấy là Giang Thế ở trên đó, và Giang Thế có đăng bài bán hàng như thế nào, và mọi người sẽ nhắn lên comment trên 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 trang của Giang Thế như thế nào. Mình là cái người mà đi kinh doanh nghiêm túc và là cái người mà hỗ trợ cho các anh chị, thì các chắc chắn một điều là các anh chị vào chắc chắn là sẽ thành công. Các anh chị cứ để lại thông tin nhé, và Giang Thía sẽ trả lời tất cả những cái thông tin mà các anh chị sẽ nhắn trên khung chat, thì Giang Thía sẽ hỗ trợ các anh chị. Còn các anh chị nếu mà các anh chị thấy là chưa chắc chắn, chúng ta cứ làm cộng tác viên cũng được, không sao nhé, làm cộng tác viên cũng được, xong đó các anh chị được học tập này, sau chúng ta sẽ hiểu lên và có những cái bài giảng vô cùng ý nghĩa. Ví dụ các anh chị vào sẽ được học cái bài là quản lý tài chính cá nhân, và sau cái bài quản lý tài chính cá nhân đó thì các anh chị sẽ thấy là từ trước giờ chúng ta không có kiến thức về tài chính,
không có kiến thức về kinh doanh, quản lý tiền bạc của chúng ta, kể cả là tiền mà chúng ta kiếm được từ cái việc là lương, hoặc là lương của chúng ta, hoặc cái kinh doanh trước của chúng ta, nhưng chúng ta không biết cách để quản lý về tiền bạc thì chúng ta sẽ không, tại sao chúng ta sẽ không thành công? Bởi vì chúng ta chưa có kiến thức, đúng không ạ? Vì chúng ta chưa có kiến thức nên chúng ta mới chưa thành công. Còn nếu các anh ở đây, anh chị ở đây, các anh chị cứ cho mình một cơ hội đi, Giang Tía khẳng định các anh chị rằng là các anh chị sẽ được học các kiến thức và anh chị sẽ ngỡ ngàng, hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, rằng là tại sao mà chúng ta lại đi kinh doanh rất nhiều thứ, các anh chị có thấy không ạ? Kinh doanh rất nhiều thứ nhưng chúng ta lại chưa thành công, và thậm chí rất nhiều người lỗ vốn bởi vì đầu tư ra nhưng mà vốn bỏ ra sau đấy lại không bán được hàng, hàng tồn kho rất là nhiều, nợ rất là nhiều, đúng không ạ? Nợ rất là nhiều, không đòi được của những cái đại lý hoặc của những khách hàng. Và đây thì sao? Chúng ta lên đơn và sau đó khách trả tiền cơ mà, cho nên là không có việc là nợ, không có việc nợ, và cái đầu óc của chúng ta rất thoải mái. Ví dụ như Giang Tía là đi làm công việc là mình áp lực công việc ở cơ quan, ví dụ như mình làm là mình làm tập trung hết, sau đó là những thời gian rảnh buổi sáng sớm này, buổi trưa là về nghỉ này, xong buổi tối là mình tập trung cho việc là chăm sóc khách hàng và hỗ trợ cho mọi người có thể cùng thành công, thì mình thấy rất là thoải mái. Sau đó là sau giờ làm việc hoặc là chia sẻ với chị xong là Giang Thí đến giờ mà đi ngủ là mình ngủ một mạch đến sáng luôn, là mình rất là thoải mái, không phải lo nghĩ cái gì hết. Không phải nghĩ là làm sao phải có tiền này để nhập hàng này, làm sao mà đòi nợ của ai này, làm sao mà bán được hàng này. Đây là được hỗ trợ và các anh chị sẽ làm cái phiên bản tốt nhất để các anh chị có thể thành công được. Thì không biết là trên khung chat có nhiều các câu hỏi không, thì Giang Thế xin được đọc các câu hỏi và hỗ trợ các anh chị nhé. Còn các anh chị sẽ cứ tiếp tục đăng ký đi, còn Giang Thế sẽ còn còn 5 phút nữa để các anh chị đăng ký. Rồi sau đó nếu mà không có ai đăng ký nữa thì các anh chị sẽ gì ạ? Thì Giang Thế sẽ đóng khung chat lại, đúng không ạ? Nếu không học thì bạn đã kiếm được 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu tháng không? Nếu không ai hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho thì không làm được đâu, đúng không? Không ai làm được khi mà các anh chị tự làm. Và tại vì chúng ta luôn luôn giáo dục cho con em chúng ta là gì ạ? Chúng ta phải học thì sau này chúng ta mới gì ạ? Mới có công ăn việc làm. Chúng ta học, chúng ta có kiến thức thì chúng ta mới làm được. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta đi kinh doanh nhưng chúng ta lại không có kiến thức kinh doanh mà lại tự đi kinh doanh. Và chúng ta không biết về nguồn gốc sản phẩm mà chúng ta lại tự đi tìm sản phẩm. Các chị có tìm được không ạ? Các chị có hàng tỷ đồng cũng không không thể tìm được cái nguồn hàng, ví dụ như là cái hàng hàng về lọc máy lọc nước pi á, là nó trị giá đến gì ạ? Trị giá đến 95 triệu, và nó là cái sản phẩm là biotech của Hàn Quốc. Hàn Quốc mà nổi tiếng ở trên thế giới. Còn nếu các anh chị tự tự các anh chị có 100 triệu, tỷ, các anh chị cũng không tự đi tìm cái nhà để mà cung cấp sản phẩm cho các anh chị bán, cũng không có, cũng khó khó mà tìm được, đúng không ạ? Cho nên là các anh chị cứ yên tâm nhá. Anh chị có anh chị cần nào hỏi không ạ? Cho em hỏi mà em muốn nói nha. Bạn Nghĩa à, bạn bạn Nghĩa muốn nói bởi vì ở đây là sợ mọi người nên nói tinh chứ còn nên muốn nói cũng được, không sao nhé. Hot có thể bật mic cho bạn Nghĩa được không? Và các anh chị yên tâm một điều, Giang Thía đã mình đang đi làm nhà nước nên là mình không không thể là nói cái gì mà không đúng với lương tâm, không đúng với lòng mình cả. Và Giang Thía rất là yêu cái mô hình này. Mô hình của Rupee là cái mô hình mà đi tiên phong. Mọi người nhé, mọi người tìm Facebook của Giang Thía đi. cái ảnh bìa của Giang Thía, Giang Thía nói là tự hào làm người đi tiên phong trong nền kinh tế số. Và nghị quyết của Trung ương Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 có chỉ đạo là chúng ta sẽ phải gì ạ? Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. Và bây giờ mọi người thấy là các cấp các ngành đều chuyển đổi số hết, mà chúng ta đang là những người đi kinh doanh mà chúng ta đón đầu được xu thế, là chúng ta đang gì ạ? Đang đang đi đúng xu thế, và ai là những người đi trước đón đầu là những người thành công, thế thôi, đúng không ạ? Còn sau đấy ví dụ các chị ở đây mà các chị không nhận được cơ hội, các chị 1 năm nữa 2 năm nữa các anh chị vào, thì những người mà hôm nay người ta đã đăng ký rồi, người ta đã thành công hơn các anh chị rất nhiều rồi, người ta đã thành công rồi và người ta có thu nhập rất là cao rồi. Còn nếu các anh chị mà còn băn khoăn cái gì đó thì Giang Thí sẽ hỗ trợ cho các anh chị, có thể là bật mic cho ai đó, mọi người có thể giơ tay thì Giang Thí bật mic. Không sao hết nhé, bởi vì đây là một cái cơ hội, nếu như các anh chị bỏ lỡ thì
có thể các anh chị sẽ rất tiếc. Còn nếu như các anh chị mà vào và các anh chị mà thấy không nhận được cái giá trị thì các anh chị có thể là Facebook của Giang Thiế là Giang Thiế, có thể inbox cho Giang Thiế, đúng không ạ? Nếu mà các chị chưa thấy hộ là chưa thấy vào mà thấy khó có thể thành công được, đúng không? Đều được cầm tay chỉ việc hết, và tất cả đều phải được học bài bản. Và những người thành công, những người đây chỉ bật mic cho những ai giơ tay thôi, không phải bật mic hết nhé, hot nhé. Ai mà giơ tay thì mới bật mic thôi, chứ không bật mic hết, bởi vì bật mic hết sẽ rất là ồn đó. Giang Thiến rất là tốt nếu như mà các anh chị có ai có ý kiến đúng không ạ? Rồi rồi. Dạ, chị ơi, cho em hỏi cái anh chị. Tại vì em kinh doanh rất là nhiều cái sản phẩm trên online, nên là Rồi. em có hỏi á, là tại vì cái sản phẩm của em hiện tại đang muốn liên kết chị á, là cái sản phẩm mình có đảm bảo là chính hãng hoàn toàn hay không, và có cái gì đảm bảo là nó sản phẩm nó đảm bảo là chính hãng. Rồi, cảm ơn em nhé. Câu hỏi rất hay và rất là nhiều người quan tâm đúng không ạ? Và Giang Thía cũng chia sẻ trong cái buổi Zoom rồi đấy, là Giang Thía là mình đang là còn đang làm nhà nước và đang làm quản lý nữa, cho nên là nếu mà kinh doanh mà các sản phẩm mà không đảm bảo chất lượng thì lại ảnh hưởng ngay đến uy tín cá nhân của mình, đến cái chức vụ của mình luôn đúng không ạ? Và ở đây thì Giang Thía xin chia sẻ tất cả các sản phẩm ở trên kệ Ropi đều có các cái giấy tờ đảm bảo về, ví dụ như sản phẩm nhập khẩu thì đều có các cái sản phẩm là về chứng nhận về nhập khẩu này, về đồng của các cái cơ quan chức năng này đấy, ví dụ như là Bộ Công Thương này, rồi cục bảo vệ cục bảo vệ chất lượng đấy, cục bảo vệ chất lượng, rồi các cái giấy tờ ví dụ như là chứng nhận là đạt tiêu chuẩn gì là đều có hết, 100% các sản phẩm trên đây đều có. Và luôn luôn là cam kết, nếu như có những cái nhà BDB họ họ nói rằng nếu phát hiện một sản phẩm mà bị lỗi, mà hàng phát hiện ra hàng giả, hoặc là phát hiện ra là có cái độc tố, có hóa chất ở trong đó, thì họ sẽ gì ạ, họ sẽ bắt đền là 5 triệu đồng trên một sản phẩm đấy. Cho nên là các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm là đầy đủ giấy tờ, và Ropi là người chịu trách nhiệm về sản phẩm. Còn nếu các anh chị nhập hàng ngoài kia, các anh chị làm sao mà có thể có giấy chứng nhận, nếu như các anh chị mà được các cái công ty mà chúng ta nhập lớn thì có thể là có những cái sản phẩm mà chúng ta có cái chất lượng. Còn đây thì hàng 2.000 sản phẩm nhưng tất cả đều có cái giấy cam kết về chất lượng và các cái giấy tờ chất lượng, đảm bảo chất lượng để xác định là chúng ta không có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bởi vì nếu như chỉ cần một sản phẩm là biết là vi phạm ở đây, khách hàng hoặc là, bởi vì trong này rất là nhiều người công tác ở Bộ Công an cũng như là ở các cái bộ, các ngành, các anh chị nhé, và có những người là phó giáo sư, tiến sĩ ở các cái trường đại học đó, thì họ đều ở đây hết, họ họ đều tham gia làm thêm, có tham gia làm thêm ở đây. Là nếu như gì ạ, nếu như mà đã phát hiện ra thì không thể tồn tại được, công ty không tồn tại, vì công ty họ đứng ra với trên 80.000 đối tác anh chị nhé, trên 80.000 đối tác đang hợp tác cùng. Nếu như chỉ cần một sản phẩm lỗi, một sản phẩm không đảm bảo chất lượng thì công ty họ sập rồi đúng không ạ? Các anh chị là ý là mình chỉ một mình cá nhân là mình lo rồi, nhưng mà công ty họ còn gì ạ? Họ còn phải đảm bảo cho trên 80.000 user, trên 80.000 đối tác đã đang hợp tác cùng, đúng không? Cho nên là cái vấn đề chất lượng sản phẩm cũng như là các cái giấy tờ để đảm bảo pháp lý, các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm khẳng định một điều các anh chị như vậy nhé. Rồi, cho em hỏi một câu nữa nha chị. Rồi, ok em. Dạ, hiện tại giờ cái chiết khấu hoa hồng của mình là khoảng bao nhiêu phần trăm chị? Chiết khấu hoa hồng bây giờ là khoảng tầm trên 30% đến 40%, nếu như các anh chị mà cái doanh số mình bán cao á, mình hỗ trợ Rồi và ạ. mình có đào tạo thì có thể lên đến đến 45% em nhé. Dạ. Rồi với lại cho em hỏi là cái hoa hồng mình nhận là trong tháng hay là mình nhận như sao chị? Hoa hồng mình sẽ nhận là doanh số từ mùng 1 đến ngày 30 hoặc 31 cuối tháng em nhé, là cộng tổng doanh số của em. Ví dụ như em bán như bạn đấy, là bạn vừa rồi mà cao nhất trong trong tháng mà đến nay là 19 á, là bạn được 253 triệu, là bạn đấy sẽ được hoa hồng, bạn sẽ nhận vào ngày mùng 10 tháng tháng 1 em nhé. Là ví dụ tháng này là mình sẽ nhận vào ngày mùng 10 tháng 1, là tất cả các đại lý, các cộng tác viên của Ropi sẽ được nhận hoa hồng và chuyển vào tài khoản cho mình đúng không ạ? Chuyển vào tài khoản và yên tâm là sẽ đúng ngày đúng tháng. Không, nếu như vào thứ bảy chủ nhật thì sẽ ví dụ ngày mùng 10 vào chủ nhật thì thứ sáu là mùng 8 là công ty đã chuyển rồi, thì nó là một cái điều tuyệt vời, chưa bao giờ bị lỗi hẹn, chưa bao giờ bị lỗi hẹn, cho nên cái Dạ chị định là công ty rất là chuyên nghiệp. chị ơi, cho em hỏi một câu nha.
Tại vì em liên kết với nhiều chỗ công ty đại lý làm công tác online. Tại vì có nhiều đại lý thì nó thanh toán cái chiết khấu hoa hồng mình tính theo hàng tuần. Rồi chỗ đại lý mình có cái chính sách đấy không chị? À, cái này mình là chiết khấu theo tháng nhé, không 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 chiết khấu theo tuần. Kết quả doanh thu của Dạ. mình tháng nào sau đó là Tại sẽ tính tại vì vào cái tháng em đang sau. làm cho nhiều kết nối với nhiều cái đại lý, nhưng mà có một số đại lý thì nó chiết khấu theo tuần, nó tính là tổng doanh số theo tuần, rồi xong cái kết toán tháng á, thì nó tặng thêm cái hoa hồng bao nhiêu phần trăm vậy đó. Đây đây là cũng doanh mình tính theo doanh số của tháng, nếu như mà bạn kết quả doanh số tháng đấy mà cao này, mà mình hỗ trợ được trong các cái nhóm mà đại lý của bạn ấy, ví dụ như em đang rất là có nhiều đại lý đúng không, thì em sẽ hỗ trợ để họ có thể kinh doanh thành công, thì sau cái kết quả của tháng đấy thì em ở mức bao nhiêu thì sẽ được cộng thêm, và những cái hoa hồng bán lẻ là bao nhiêu, và cộng thêm cái hỗ trợ cái hoa hồng đào tạo huấn luyện của em là bao nhiêu thì sẽ được chuyển cho tháng sau, và mình tính trong một tháng không tính theo tuần em nhé. Còn ai hỏi không nhỉ? Mình xin hỏi ạ. Rồi, ok. Xin bạn, mời bạn nhé. Là hiện nay là mình có thành lập một cái công ty là đối tác bán hàng của rất nhiều doanh nghiệp, nhà máy. Thì bây giờ mình muốn liên kết với Shopee. Thì bên Shopee có những cái chính sách nào để mình liên kết với Shopee không ạ? Rồi, ok, cảm ơn bạn iPhone nhé. Ở đây thì rất nhiều đối tác đã hợp tác cùng với Shopee, và sau đó thì thấy là cái phương thức kinh doanh này nó rất là tốt, môi trường là rất là tốt, và cũng đã đưa một số các sản phẩm vào liên hệ cùng với Shopee đấy, liên kết cùng với Shopee để đưa ra ra thị trường. Thì bạn có thể là sẽ trở thành đối tác là đại lý ấy. Thì sau đó sẽ là công ty sẽ đang rất là ưu tiên những người nào là đối tác, những đại lý mà có những cái sản phẩm, hoặc là mình có thể là quen biết những cái sản phẩm mà chất lượng hiện nay ở trên thị trường ấy, rất chất lượng mà lại phù hợp với cái tệp khách hàng cũng như là phù hợp với ở trên Shopee thì mới được. Nhưng mà qua các khâu để mà vào được Shopee là phải rất là khắt khe mọi người nhé, có một cái bộ phận là duyệt sản phẩm rất là khắt khe, phải được và nó không trùng với những cái sản phẩm đã có ở Shopee, hoặc là có cái sản phẩm nó phải có giá trị cao và có cái tính độc đáo, đa dạng độc đáo thì sẽ được công ty sẽ duyệt. Sau đó là mình phải bảo vệ trước công ty là mình về các cái giấy tờ cam kết này, rồi về công dụng thành phần chất lượng như thế nào đó là mình phải bảo vệ, và công ty phải trải nghiệm và phải được các cái phòng ban họ duyệt thì mới có thể đưa lên kệ được công ty. Vâng ạ. Thế. Và cho mình hỏi là ở Shopee đã có mắm ruột Huế chưa? À, chưa có chưa. Và hiện nay cũng Chưa có. cũng thông tin với bạn iPhone là hiện tại thì Shopee đang hỗ trợ cho rất là nhiều các địa phương mà những cái sản phẩm mà đưa lên kệ Shopee đấy là những cái sản phẩm mà ví dụ như là đạt ô cốp này, những cái sản phẩm mà đặc sản của các vùng miền đấy là đang rất hướng lên, ví dụ như là xoài Đồng Tháp thì là đã được ký kết để đưa lên rồi. Thế và tới đây là có gạo gạo không biết là gạo đâu, thì Giang Thí cũng tại vì chưa lên kệ nên là Giang Thí chỉ biết là có sản phẩm gạo là chuẩn bị được đưa lên kệ nữa, thì các cái sản phẩm đặc trưng của các vùng miền cũng sẽ được ưu tiên, nhé, nhưng mà đặc biệt là phải đảm bảo chất lượng và phải đầy đủ các giấy tờ pháp lý cũng như giấy tờ về công nhận về chất lượng thì mới được đưa lên kệ. Thì nếu mà mình có sản phẩm đưa lên thì cũng rất là tốt, mình cứ trở thành đối tác, trở thành đại lý, và sau đó thì sẽ làm việc với công ty và hỗ trợ để có thể là rất nhiều các đại đại lý, các đối tác đã đưa sản phẩm lên kệ Ropi rồi, thành công rồi. Bạn iPhone nhé. Và cho mình hỏi câu thứ ba, thì khi liên kết với Shopee để mà được điều kiện gì thì để được đào tạo? À, Điều kiện để gì để được đào tạo hệ thống á? các sản phẩm mà hay sao? Không, À, có được nghĩa là khi mình liên kết với Shopee thì là bán hàng doanh thu như thế nào, doanh số như thế nào thì được đào tạo hệ thống, bởi vì mỗi người có một cái năng khiếu, có thể là mình có năng khiếu trong lĩnh vực là đào tạo chẳng hạn, đúng nhưng không? mà cái doanh thu của bán hàng có thể không bằng năng khiếu mình có thể đào tạo, thì Shopee sẽ có những cái điều kiện nào?
để cho mình gia nhập vào đào tạo hệ thống chẳng hạn. Bởi vì hiện nay là mình làm giám đốc kinh doanh của tập đoàn Sendai, thì mình đã từng đào tạo những cái nhân viên của mình như thế nào, thì khi vào gia nhập Robby thì mình sẽ vận dụng những cái đấy mình đào tạo nhân viên của mình, chẳng hạn như làm marketing chẳng hạn, chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo TikTok, rồi làm video quảng cáo chẳng hạn đấy. À rồi, cảm ơn bạn Gia Khôn nhé. Đây là một đối tác tiềm năng để hỗ trợ cho hệ thống cũng như Robby để sau này có các chương trình đào tạo. Và ở đây thì cũng chia sẻ với tất cả anh chị em là ở Robby là hay ở chỗ là gọi là người lớn lại dạy người bé, ý là ai vào trước dạy người vào sau, người giỏi thì lại dạy người chưa biết. Cho nên là như Giang Thía là cũng không phải là người của Robby, mà mình chỉ là đối tác của Robby thôi. Nhưng mà mình đã vào đây và mình kinh doanh thành công, và mình cũng chia sẻ để mọi người đón nhận được. Thì là mình cũng được phân công lên đây để chia sẻ cùng mọi người. Thì ví dụ như chị iPhone đã rất giỏi rồi. Thì sau đấy là qua các buổi Zoom, qua các chương trình hỏi, chương trình đào tạo và hỗ trợ. Và sau đó là mình cũng có hỗ trợ được cho mọi người có thể kinh doanh thành công, thì cũng sẽ được lên đào tạo thôi. Ví dụ Giang Thía bây giờ là mình phải từ chối nhiều ấy, chứ còn nếu mà đào tạo thì xếp lịch còn không hết. Cho nên là yên tâm mọi người, nếu mà đây là cái môi trường tuyệt vời, có những người bạn mà mới vào á, bạn ấy run, bạn ấy không biết nói gì mà không biết phát biểu như thế nào, nhưng bây giờ thì sau 1 năm 2 năm thì bây giờ lên là bảo chỉ có dừng Zoom thôi, không chứ còn nếu mà còn nhiều thời gian vẫn còn nói dài được nữa. Thì cái điều đó là Robby là môi trường rất là nhân văn, là họ mọi người tự dạy nhau ấy, là tự truyền kinh nghiệm cho nhau và hỗ trợ nhau một cách cho đi vô điều kiện. Ví dụ như Giang Thía ở đây, Giang Thía cũng chia sẻ với mọi người vô điều kiện và mong muốn là các anh chị em là hãy đón lấy cái cơ hội này, và rất là mong là một cái ngày nào đó, ví dụ như là trong 1 tuần nữa, 2 tháng nữa, hoặc là lâu hơn nữa, hoặc là cái buổi nào đó thì vô tình là gặp các anh chị em ở trên Zoom, hay là có thể là gặp ở ngoài đời, thì nói rằng là qua một cái buổi Zoom đó thì các anh chị đã trở thành đối tác của Robby, và thực sự là may mắn, thực sự là hạnh phúc. Và đây là cái cơ hội mà tuyệt vời để có thể là nắm bắt được. Nếu như không vào cái buổi đó thì có thể là chưa chắc đã hợp tác cùng Robby. Thì cái điều đó là cái điều hạnh phúc nhất, điều tuyệt vời nhất. Ví dụ như Giang Thía bây giờ đi tỉnh nào thì cũng được tất cả các anh chị em đối tác của Robby đều yêu mến, đều gặp, mà mình chỉ còn cần qua Zoom thôi, nhưng mà gặp là biết nhau, mà là bắt tay rồi là ôm hôn nhau. Thì cái điều đó là cái điều hạnh phúc của những người mà đi làm. Chúng ta không chỉ có kinh doanh kiếm thu nhập, mà chúng ta được việc có kiến thức, có kỹ năng, và có các cái mối quan hệ, và có cái tình cảm chân thành với nhau. Thì cái điều đó thì ở Robby mới có, đúng không ạ? Thì không biết là mọi người còn hỏi cái gì nữa không, và phòng Zoom thì chắc có lẽ là gần đóng rồi. Các anh chị nếu mà còn thông tin thì các anh chị có thể là tiếp tục comment, là có thể Giang Thía sẽ hỗ trợ 5 phút nữa thôi, sau đó thì các anh chị sẽ nghỉ ngơi nhá. Còn nếu như ai mà chưa thực sự còn nghi ngờ thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Nhưng mà cái cơ hội nó đến thì ai mà nắm bắt được thì đó sẽ là những cái điều mà tuyệt vời nhất. Còn nếu như mà mình đã được trao cơ hội mà mình không nắm được thì có lẽ là sau này mình sẽ hối tiếc. Các anh chị đã biết đến từ Robby, và nếu các anh chị là bỏ qua lỡ qua thì có thể là vài tháng nữa hoặc năm sau nữa thì những người khác người ta đã thành công rồi. Còn các anh chị là không nắm được thì các anh chị vẫn vất vả. Ở ngoài kia vất vả lắm các anh chị ạ. Đi kinh doanh không phải là đơn giản đâu. Tiền vốn, tiền phải nhập khẩu, nhập hàng các thứ như thế nào, các anh chị biết thừa là khó khăn. Và các đối thủ cạnh tranh vô cùng nhiều. Các anh chị không, người ta chỉ có thể là tìm những cái điểm yếu của mình để họ đánh vào thôi. Nhưng mà ở đây gì ạ? Những cái gì mà tốt đẹp nhất là truyền cho nhau để cùng tiến bộ. Cho nên là các anh chị hãy nắm lấy cơ hội này. Giang Thía cũng rất là mong muốn là làm sao mà hỗ trợ được mọi người có cái công việc làm thêm mà nó rất là nhàn, nó không phải mất quá nhiều thời gian. Các anh chị vẫn đi làm công nhân được, các anh chị vẫn làm công chức được, các anh chị vẫn làm mọi thứ được, nhưng mà các anh chị lại có được một cái công việc, đây gần như là một cái doanh nghiệp bỏ túi của các anh chị. Một cái siêu thị online, một cái siêu thị mà 2.000 sản phẩm ở trong túi của các anh chị, đi đâu cũng Giang Thía đi chơi, anh Giang Thía đi du lịch cũng có thể chốt được đơn. Chỉ cần đơn như vừa Giang Thía làm ấy, có 30 giây là xong rồi. Và sau đó là mọi thứ là công ty họ lo hết. Và không, mình cũng không cần phải thu tiền, không cần phải là lo ai lợ hàng cả, không phải lo cái gì hết. Cho nên là các anh chị hãy nắm bắt cơ hội nhá. Nếu mà các anh chị còn câu hỏi nào không ạ? Cho mình hỏi câu cuối cùng ạ. Có nghĩa là khi đăng ký làm đại lý thì có được học những cái khóa học mà hồi nãy bà nói không?
Các khóa học là chỉ sợ chị iPhone là không có thời gian học thôi, còn lại là được học mà các chương trình, một là các chương trình trực tiếp như thế này, và thứ hai là có những cái chương trình mà là record lại ấy, là ghi lại ấy. Nếu các anh chị không có thời gian thì các anh chị có thể là nghe các cái bản record lại, sau đấy là mình đang đi giờ nghỉ giải lao thì mình bật lên mình nghe, hoặc là ví dụ như Giang Thía là mình dọn dẹp mình cũng nghe, nấu cơm mình cũng nghe. Đấy, mình cái phần nào thiếu là mình nghe thôi. Cho nên là các cái phần tài liệu để hỗ trợ các anh chị, chỉ sợ các anh chị không tiếp nhận kiến thức thôi. Còn nếu các anh chị tiếp nhận thì vô cùng nhiều các kiến thức để các anh chị có cái sự tạo một cái phiên bản tốt nhất ấy. Cái phiên bản khác hẳn so với chị. Các anh chị nếu vào tập trung như Giang Thía chỉ 2 tháng, 2 tháng sau là mình đã có một kiến thức mà so với lúc mà mình bắt đầu là mình đã có kiến thức khác hoàn toàn. Đặc biệt là kiến thức về kinh doanh. Nếu như chúng ta đi kinh doanh mà chúng ta lại không biết về kiến thức về kinh doanh mà chúng ta lại tự đi mở cửa hàng, anh chị cứ tự dự đoán là à bây giờ ví dụ như người ta đang cần cái sản phẩm này là mình tự đi mình liên hệ xong mình mua về, xong đấy là mình đăng bài mình bán, hoặc là mình mở cửa hàng ra mình bán, thì cái số lượng hàng nó được ít mà nó tiếp cận được ít lắm. Còn ở đây thì sao? Ở đây 2.000 sản phẩm, anh chị khách hàng ví dụ như là mình chỉ đến nhà khách thôi, mình thấy cái máy lọc nước nhà người ta nó thấy là không đảm bảo thì mình ở đây mình được đào tạo nhé, bên bên máy lọc nước họ đào tạo. Nếu mình không bán được cái máy lọc nước thì mình chỉ bán là cái bộ lọc ở bên trong thôi, bộ lọc để tạo ra cái nước mà có là hydrogen mà có kiềm nữa để đảm bảo sức khỏe, để chống oxy hóa và độ kiềm cao để bảo vệ sức khỏe, thì mình đều tư vấn cho người ta để mình có thể là thay cái lọc nước cho người ta thôi, ví dụ như vậy nhé. Hoặc là chỉ là thấy bé bị ho thì mình có cái cao ho ở đây, mà cao ho ở đây thì nó lại khác biệt với lại thị trường là chỉ cần uống một lần đến hai lần nó dịu êm ngay. Và ở đây là cái xu hướng mà chăm sóc sức khỏe cho mọi người ấy, các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng là các anh chị em đều được học nhé. Và mình có những kiến thức cơ bản như vậy thì mình nhìn khách như thế nào là mình có thể tư vấn được như là một người bác sĩ ấy. Như một người bác sĩ mình có thể tư vấn được cho khách, ví dụ như là bé bị tiêu chảy này, ví dụ thì có cái bào tử lợi khuẩn, ví dụ như vậy nhé, thì chỉ cần uống một ống hai ống sau đấy là bé sẽ được ổn định và cái đường tiêu hóa sẽ rất tốt, ví dụ như vậy. Và mình biết được liệu trình bất kỳ những người nào mà bị về đường tiêu hóa là mình có cái sản phẩm đấy, mình tiếp cận được với khách. Và ở ngoài thì rất là nhiều khách như vậy đúng không, hoặc là bé bị còi xương, bé biếng ăn đúng không ạ, bé béo phì. Hoặc là các chị em làm đẹp rồi chị em béo phì, thì những sản phẩm ở đây nó có cái sự độc đáo và chất lượng, nó sẽ chỉ sau một tuần hoặc là một vài lần sử dụng là nó có hiệu quả ngay rồi. Thì đó là cái điều tuyệt vời mà mô hình này sẽ hỗ trợ cho các anh chị, anh chị sẽ tự chủ được ấy. Mình có kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cho gia đình, cũng như là mình được sử dụng các thiết bị thông minh từ cái mô hình từ 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 cái kệ của Ropi để mà mình dùng cho gia đình cũng như là mình tư vấn cho khách. Có nghĩa là gặp khách là có thể ra đơn, gặp khách là có thể ra đơn đúng không ạ? À, vào được siêu thị thì các anh chị sẽ trở thành đối tác, các anh chị sẽ liên hệ lại với cái người mà đưa các anh chị vào Zoom nhé, và sau đó thì họ sẽ hỗ trợ để các anh chị sẽ đăng ký thủ tục, ví dụ như làm cộng tác viên thì chúng ta sẽ phải cài cái app, và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển khoản về công ty nhé, và chuyển khoản công ty, không chuyển khoản bất kỳ cho một cá nhân nào hết, và chuyển khoản về công ty Diamond nhé, là 599.000. Còn nếu các anh chị là đối tác thì các anh chị sẽ phải gửi là 599 cộng với 2,5 triệu là tiền ký quỹ là 3.099.000, cho các anh chị một cơ hội để các anh chị có thể sở hữu một cái siêu thị có bao nhiêu nghìn tỷ đúng không ạ? Và cái doanh thu của Ropi là hàng năm, là ví dụ như năm nay thì nó khoảng gần 200.000 tỷ. Thì không biết là các anh chị còn có ý kiến gì không? Khách yêu cầu hóa đơn là sẽ có hóa đơn điện tử luôn. Quên phải lấy Giang Thía, tại vì là cái đó là mình không chia sẻ, mình không lên đơn, mình không chưa bấm yêu cầu ra hàng. Còn lại là ở trên cái app đó, khi mà mình lên đơn xong rồi, nếu mà khách yêu cầu lấy hóa đơn thì mình sẽ bấm vào cái nút là sẽ có một dòng là có lấy hóa đơn điện tử hay không, thì mình sẽ bấm vào là mình sẽ đăng ký là lấy hóa đơn, thì công ty sẽ xuất hóa đơn cho mình tất cả các sản phẩm, từ kể cả hóa đơn là các anh chị chỉ cần mua một cái lọ kem đánh răng là 38.000 thôi, cũng lấy hóa đơn đỏ được, lấy hóa đơn được nhá các chị. Cho nên là hoàn toàn yên tâm là chúng ta là có pháp lý đàng hoàng và chúng ta có hóa đơn,
bất kỳ một ví dụ như hoặc là quà Tết này, bây giờ có nhiều các cái combo quà Tết rất là ý nghĩa. Nếu như chúng ta tư vấn được cho các công ty, các doanh nghiệp, các cơ quan thì chúng ta yêu cầu lấy hóa đơn cho các cơ quan, các cái doanh nghiệp được hết. À, bất kỳ một sản phẩm nào chúng ta cũng đều có thể lấy hóa đơn được. Thì không biết là các anh chị còn câu hỏi nào không thì Giang sẽ hỗ trợ, không thì là chúng ta sẽ nghỉ nhé, và chúng ta sẽ liên hệ với người hướng dẫn các anh chị vào đây. Và cũng sẽ hẹn gặp lại các anh chị ở các bước nước thang thành công. Và đặc biệt là chị iPhone là cũng rất ấn tượng về chị iPhone. Rất là hy vọng là sẽ có dịp là chị em mình sẽ có cùng Zoom, rồi có thể là có những buổi là chia sẻ cùng nhau. Và có thể là có những kiến thức mà phải học từ chị iPhone rất là nhiều, bởi vì Giang Tiến nói vậy thôi, chỉ là ở trước anh chị thôi, là đi trước, gọi là đi trước đón đầu, cho nên là Giang Tiến đã đi sớm. Và cũng may mắn là Giang Tiến cũng được một người bạn là chia sẻ cách đây 2 năm rồi, mình may mắn, rất là may mắn là được vào sớm, nên là đi sớm mà thành công sớm. Cho nên là ai mà nắm bắt được cơ hội này thì chúng ta hãy nắm bắt được cơ hội sớm nhé. Thế có bạn Nghĩa giơ tay à? Bạn Nghĩa có định hỏi gì không? Hot có bật mic cho bạn Nghĩa không? À, thấy mọi người không rời Zoom vẫn thấy đông đấy. Nên là Giang Tiến vẫn ngồi lại để hỗ trợ. Còn nếu mà không có ý kiến gì nữa thì chúng ta có thể là tạm biệt nhau nhỉ. Rồi chúng ta hẹn là gặp. Chị ơi, cho em hỏi thăm chút gì. Rồi. À, cho em hỏi bây giờ mình chưa có tham gia hệ thống đó, mà mình chưa làm đối tác mà mình muốn tham khảo cái danh mục sản phẩm đó, thì mình vào đâu để mình xem được các danh mục sản phẩm hiện tại là đang Mangrovi đang kinh doanh đó. À bây giờ nhá, bạn Nghĩa với tất cả các anh chị em nhá, là các anh chị ra vào Google xong mình đánh chữ ropi.vn là sẽ ra tất cả các danh mục của sản phẩm. Nhưng mà danh mục ở đấy là mình chỉ biết danh mục thôi, chứ không có thể là mua được ở đấy, đúng không? À, để cho khách hàng ấy, chúng ta có thể đưa khách hàng vào tham khảo thôi. Còn nếu mà tới đây Giang Tiến chia sẻ là sang đầu năm thì sẽ có sổ bán hàng. Các anh chị đối tác sẽ được hỗ trợ cái sổ bán hàng, là tất cả các sản phẩm này của Ropi sẽ đưa vào cái sổ bán hàng của các anh chị, và các anh chị sẽ có sổ bán hàng để đăng trên mạng cũng như là gửi cho khách, khách thích sản phẩm nào khách mua ở trong cái sổ bán hàng đó, và và hoa hồng được chuyển về tài khoản cho các anh chị. Có tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Dạ rồi, em hỏi thăm chút về cái phí vận chuyển á, thì cái đó là mình chịu hay là khách hàng chịu, là trường hợp khách hàng người ta từ chối không có nhận hàng thì cái đó là ai chịu cái phần đó? À, cái này là bình thường là mình cứ để khách hàng chịu phí này. À, Giang Thía thì thường là để khách hàng chịu phí, nhưng mà với cái đơn to là mình ví dụ như là đơn hàng chục triệu cái gì đó là mình thường là chịu phí cho khách, thế còn lại là cứ để khách hàng chịu phí. Và ở đây thì gần như là không, rất là ít người bị bom hàng. Giang Thiết là không thấy có cái 2 năm rồi nhưng mà không có cái vụ nào mà phải đưa ra là bom hàng, là gần như là nó rất ít, bởi vì ở đây họ sẽ dạy cho cái cách là chúng ta tư vấn như thế nào để có thể là đưa cho khách, chứ không phải là ai người ta hỏi xong là mình cũng lại lên đơn ngay cho khách đâu, mà mình có phải có sự tư vấn, có sự quan tâm. Cho nên là mọi người cứ yên tâm là cái sự bom hàng thì nó cũng hãn hữu lắm, nó là xác suất rất là ít thôi. Chị khi mà mình lên cái đơn hàng đó là cái phí vận chuyển là nó cộng vô trong cái tiền của cái đơn hàng đó luôn hả chị hả? Đúng rồi, ví dụ như là một con robot là ví dụ như là 10.500.000 thì mình sẽ để khách hàng chịu phí chẳng hạn, thì khách hàng sẽ phải trả thêm một cái phí ship ví dụ như 50.000 chẳng hạn, ví dụ thì là sẽ là 10.550.000 ví dụ như vậy, thì khách hàng sẽ phải trả thêm cái phí ship đấy. Đó. Còn nếu như chúng ta trừ chi phí ship thì là công ty sẽ trừ hoa hồng cho mình, là mình cũng không phải bỏ tiền ra, mà ví dụ như cuối tháng, ví dụ như là bán một con robot đó là mình sẽ được 3.500.000 đi, thì mình sẽ bị trừ phí ship là 50.000 đi, thì còn lại là 3.450.000 ví dụ như vậy. Rồi chị cho em hỏi thêm cái khác nhau giữa cộng tác viên với đại lý là nó khác nhau như thế nào ạ? Cộng tác viên thì là chúng ta thấy là hoa hồng sẽ ít hơn, còn hoa hồng chỉ có 15 đến khoảng 25% thôi. Còn nếu như là đối tác thì chúng ta sẽ là đại lý đấy, là chúng ta sẽ được hoa hồng là từ 30 đến 45%. Có những cái hàng là lên đến 45%.
nếu cái doanh số cao chúng ta cộng vào nữa cả cái các cái phần thưởng nữa thì nó thành khoảng 45%, còn lại là bình quân khoảng trên 30% nhé. Thế và nếu mà chúng ta làm được làm đại lý, chúng ta đăng ký làm đại lý thì chúng ta có quyền là chúng ta có cái đường link affiliate để chúng ta các ví dụ cái sản phẩm về robot chẳng hạn, chúng ta sẽ có được cái tạo link, chúng ta vào vào ropi.vn, sau đó là chúng ta sẽ bấm link affiliate là mình có cái mã khách hàng, số điện thoại của mình, sau đấy mình lấy cái đường link đó mình gửi cho khách thì khách vào đó là họ có thể là đặt hàng ở trong đó. Còn nếu như là cộng tác viên thì sẽ không được tạo link affiliate như thế. Và thứ hai nữa là khi mình làm đại lý thì mình có quyền là mình hỗ trợ để mình mở rộng kênh phân phối của mình, có nghĩa là mình sẽ mở rộng thêm, mình tuyển người nữa. Ví dụ như là các bạn đang có cái đại lý, ví dụ như chị iPhone chẳng hạn, ví dụ chị iPhone đang có một số người mà bạn của mình chẳng hạn, đấy là cũng muốn mình muốn vào đây mình hỗ trợ cho họ, để hỗ trợ và mình đào tạo cho họ để họ có thể thành công được, thì mình có quyền mở rộng kênh phân phối như vậy nhé. Cái mà quyền lợi mà để mở rộng kênh phân phối thì mình có quyền lợi gì chị ha? Nếu mà mình mở rộng kênh phân phối, sau đó là mình hỗ trợ, mình đào tạo, mình huấn luyện để họ có kết quả ở cái một mức kinh doanh mà ở cái mức mà số cái doanh thu á mà theo công ty quy định thì mình sẽ được thêm một cái phần hoa hồng huấn luyện và đào tạo á, như vừa Giang Thi chia sẻ đấy, thì có thể nó sẽ là theo cái từng cái điểm của sản phẩm, sau đó là mình nhân với ở mức là 6%, 9% và 12%. Thì dạ, nó sẽ dạ, có quyền lợi rất là nhiều. Các anh chị em yên tâm là chúng ta riêng về chiết khấu bán lẻ mình đã rất là cao rồi. Và cái tiền này không mất, ví dụ như là bạn Nghĩa là ví dụ như làm mà không thích làm nữa hoặc là mình muốn dừng lại thì công ty họ sẽ trả lại 2,5 triệu mà. Chúng ta chỉ là cái cam kết, cái đặt cọc thôi, để mình có cam kết và để phân biệt giữa mình với cộng tác viên, với lại những cái đội đại lý, với lại khách hàng thôi. Chứ chúng ta không có, cho nên ở đây gọi là không phải bỏ vốn, mà chúng ta chỉ có những cái mà để các anh chị thấy là chúng ta có kiến thức để đi học được. Thì con em chúng ta đi học 4 năm đại học đến hàng vài trăm triệu, chứ để mà ra trường để mà đi làm, thậm chí có những cháu đi học đại học rồi là về là vẫn đi làm công ty chứ cũng không xin được việc, cũng đúng ạ, mà vất vài chục triệu, vài trăm triệu, không phải vài chục triệu rồi không nuôi được mấy cháu, các cháu mấy năm học đại học đâu ạ. Đấy, thế mà bây giờ chúng ta muốn đi kinh doanh mà chỉ duy nhất là 599.000 là chúng ta học mà các kiến thức vô cùng ý nghĩa, để cần thiết cho các anh chị có các kiến thức mà toàn những người mà đã thành công, cũng như là các chuyên gia họ rất là am hiểu về các cái kiến thức nền tảng đến kiến thức nâng cao để hỗ trợ cho các anh chị. Thì đấy là một cái điều mà chỉ ở Ropi mới có, chứ ở bên ngoài kia là họ không có truyền hết như vậy đâu. Hoặc thậm chí như trước là Giang Thía cũng mong muốn là đi học một số các cái lớp, nhưng mà phải đóng đến 5 triệu hoặc 10 triệu mới được đi học ấy. Thậm chí là học offline luôn, là mình phải đến tận nơi, mình phải đi phương tiện đến, mình phải ăn uống chỗ nghỉ ngủ nghỉ mấy ngày, sau đấy là mình phải đóng tiền cơ. Rồi vì mình cũng rất là thích học, nhưng mà ở đây thì tức là họ hoàn toàn online thôi. Các chị đang ngồi ở nhà đấy, các chị hoàn toàn có thể là các chị nghe được, đúng không? Không biết anh Nghĩa còn câu hỏi nào không? Không biết mọi người đã hoàn toàn yên tâm chưa? Và nhờ Hot sẽ copy các cái danh sách lại giúp Giang Thía nhé. Copy lại giúp Giang Thía. Còn các anh chị không còn câu hỏi nào nữa thì xin chào và hẹn các anh chị ở các cái buổi Zoom sau. Chúng ta có cái buổi mà sinh hoạt toàn công ty này, hoặc là có những cái buổi là giao lưu trong các cái nhóm nhỏ cùng với nhau, và có thể có những buổi mà các anh chị chúng ta sẽ được gặp offline cùng với nhau, đúng không ạ? Còn các sản phẩm là chúng ta sẽ được đổi trả trong 15 ngày nhé. Được đổi trả trong vòng 15 ngày. Nhưng mà nếu mà phát hiện ra những cái nó bị lỗi hay gì đó là chúng ta được đổi trả, không nên là các anh chị yên tâm, không phải lo nhé. Thì có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nhé.